chương 2600, người tới ta đi. Toàn bộ quá trình chỉ là một phần trăm triệu giây, mũi mâu đã áp sát hai má của Lăng Hàn, thậm chí có thể nhìn thấy, bởi vì mũi mâu mang theo sát khí, để ra mặt của Lăng Hàn chuyển động. Đúng lúc này, Lăng Hàn ra tay, còn nhanh hơn chấp giật. Đùng, hắn đã nắm lấy mũi mâu, bảo, hoài kiếm không chút hoang mang, nhẹ quát một tiếng, cả thanh quang minh thần mâu lập tức nổ tung, oanh, phù văn hóa thành biển, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người lắc đầu, Lăng Hàn cùng Hoài Kiếm tranh lệch cũng quá to lớn, chỉ hai ba chiêu mà thôi, đã không chống đỡ nổi. Nhưng mà, tình cảnh quái quỷ xuất hiện, ở trong khu vực ánh sáng lại cũng xuất hiện nổ tung, hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn, cuối cùng, nổ tung trong khu vực hắc ám hoàn toàn biến mất, chỉ thấy Lăng Hàn ngạo nhiên sừng sững, không mất một sợi tóc. Quy tắc không gian, Hoài Kiếm hơi nhướng mày, vừa nãy Lăng Hàn nhìn như bị thần mâu xung kích, trên thực tế hắn đã lấy quy tắc không gian chuyển lực lượng nổ tung đến khu vực ánh sáng, để mâu thuẫn tự giết lẫn nhau hoài kiếm kinh ngạc lang hàn làm sao nắm giữ nhiều quy tắc như vậy xem thiên tài như bọn họ tu vi tinh tiến mãnh liệt vượt qua bình phong cảnh giới như uống nước bởi vậy bọn họ làm sao có thời giờ tu luyện quy tắc khác chỉ tu luyện một chi quy tắc đã đủ rồi cảnh giới tăng lên mới là vương đạo không có cảnh giới coi như ngươi là bát liên đế tinh thì đã làm sao gặp phải cửu liên nhị diệp tam diệp liền xong chỉ có trở thành tổ vương Mặc người thiên tài cỡ nào cũng không thể lại hát vang tiến mạnh, cho nên mới phải đi tu luyện quy tắc khác, một là đường công cứu quốc, thu được linh cảm đột phá, hai là vì tăng cường thực lực của mình. Nhưng Lăng Hàn hoàn toàn chính là không làm việc đàng hoàng. Lăng Hàn nhẻn miệng cười, đến mà không đi là bất lịch sự, người cũng ăn ta một quyền. Hắn ra quyền, oanh, không gian bị áp xúc, tầng tầng chồng chất, đánh tới Hoài kiếm. Cú đấm này không chỉ phản kích đơn giản, hơn nữa còn đẩy mạnh khu vực Lăng Hàn khống chế ra một dạng hoài kiếm hừ một tiếng tay phải kéo lên nhất thời có vô số hào quang bùng phát nghênh tiếp về phía không gian phá nát ầm um, phản kích của lăng hàn bị cản lại hai đại thiên kiêu hơi lộ ra thực lực đều kinh thiên động địa tất cả mọi người hiếu kỳ mới đầu lăng hàn ở trên độ cao của quy tắc rơi vào hạ phong tuyệt đối nhưng hiện tại từng bước phản công kéo xong phương yêu khuyết thành tám so với hai tuy vẫn rơi vào hạ phong nhưng so với trước lại không biết cao hơn bao nhiêu càng mấu chốt chính là ai biết lăng hàn còn có càng nhiều quy tắc hay không. Hai tay hoài kiếm rung lên, nhất thời từ trong nắm đấm thỏ ra một quang minh thần kiếm, hoàn toàn do quy tắc ngưng tụ, ai cũng không dám vận dụng bảo khí ở nơi này. Thân hình hắn giết ra, kéo quang minh vô biên, khởi sướng đánh mạnh về phía lăng hàn. Sau mấy lần thăm dò, hắn ý thức được chỉ dựa vào tấn công từ xa là không thể đánh bại lăng hàn, sẽ cho lăng hàn đủ thời gian phản ứng. Chỉ có đánh nhau tay đôi mới có thể dành cho Lăng Hàn uy hiếp chân chính. Lăng Hàn hét dài một tiếng, triển khai nộ quyền đón nhận hai đại thiên kiêu đối đầu một cái bị ánh sáng quấn quanh như chiến thần một cái khác quấn quanh ba đạo quy tắc hắc ám sát lục không gian như một vị đại ma vương muốn tàn phá thiên hạ nắm giữ quy tắc càng nhiều sức chiến đấu xác thực sẽ có tăng lên nhưng tuyệt không phải cộng đơn giản mà là xa xa không tới con số này tỷ như uy lực của quy tắc sát lục là một một đạo quy tắc không gian uy lực cũng là một như vậy hai đạo quy tắc giao hòa phát huy ra uy lực chỉ là một điểm hai một điểm ba mà thôi cái này cũng là tại sao mọi người đều sẽ chăm chú một loại quy tắc bởi vì ham nhiều xác thực nhai không nát hoài kiếm chăm chú quy tắc quang minh tu quy tắc này đến độ cao kinh người cả người ánh sáng đan dệt sức chiến đấu khủng bố hoàn toàn đè lăng hàn đánh ngay cả ba đạo quy tắc trồng chất cũng không phải là đối thủ của hắn lăng hàn không chút hoang mang đây chính là cực hạn của hắn sao đương nhiên không phải hắn lại vận chuyển ra một đạo quy tắc lôi đình vô biên trải ra sức chiến đấu của hắn lại tăng lên rất nhiều, mà đối ứng, khu vực ánh sáng lại bị áp xúc khoảng một dặm. Hiện tại là 7 so với 3, tất cả mọi người thán phục liên tục, Lăng Hàn quả nhiên còn nắm giữ những quy tắc khác, ba đạo quy tắc lại còn không phải cực hạn của hắn. Bốn là hết sao, mặc kệ người nắm giữ bao nhiêu loại quy tắc, ở trước mặt ta, hết thảy đều không có tác dụng. Hoài kiếm ngạo nhiên nói, hai tay hư không nhấn một cái, oanh, giữa bầu trời nhất thời có một thanh quanh minh thần kiếm sinh ra, nặng nề đập xuống lăng hàn lăng hàn cười ha ha triển khai loại quy tắc thứ năm lần này là quy tắc hệ kim ở quả đấm của hắn trói lọi sát khí lạnh lẽo âm trầm oanh đấm ra một quyền quang minh thần kiếm nhất thời bạo nát kim quang phô trương khu vực ánh sáng lần thứ hai bị áp xúc lùi tới phạm vi sáu dặm sắp cân sức ngang tài mọi người đã nói không ra lời lăng hàn đến cùng nắm giữ bao nhiêu quy tắc hoài kiếm cũng không nói gì hắn nói nhiều cũng vô dụng ai ngờ lăng hàn vẫn đúng là nắm giữ càng nhiều quy tắc để hắn cảm thấy phiền phức tuy lăng hàn mỗi dùng ra một đạo quy tắc cũng chỉ để quy tắc của hắn mạnh mẽ một chút kỳ thực sức chiến đấu sẽ không có quá nhiều tăng lên nhưng hắn phải đề phòng lăng hàn thật nắm giữ hết thảy quy tắc vậy lượng biến sẽ hình thành biến chất đủ để chống lại hắn lăng hàn triển khai nộ quyền bắt đầu phản công quy mô lớn mà khi hắn triển khai quy tắc hệ mộc khu vực ánh sáng chỉ chiếm cứ một nửa giang sơn chỉ ít từ trên tình cảnh đến xem lăng hàn đã không rơi xuống hạ phong mà khi vận chuyển ra càng nhiều quy tắc, khu vực ánh sáng bị ngược lại áp chế, cuối cùng chỉ còn lại 10 trượng, giống lăng hàn trước kia. Đây thực sự là 30 năm phong thủy luân chuyển A. Tất cả mọi người không nói gì, ai có thể tin tưởng tình cảnh này. Tuy thắng bại chiến đấu vẫn không có phân ra, nhưng ít ra ở phương diện thế, Lăng Hàn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, hoài kiếm tuyệt đối không thể nói là bại, lại như Lăng Hàn vừa nãy, tuy cũng rơi vào hạ phong, nhưng căn bản không sợ hoài kiếm, hiện tại cũng như thế. Hoài kiếm cực kỳ giật mình, lăng hàn lại nắm giữ ngũ hành, lôi đình, sát lục, hắc ám, không gian dòng dã chín loại quy tắc, hắn làm sao có nhiều tinh lực như vậy. chương 2601, hơn một chút thưởng. Ý niệm như vậy chỉ một cái thoáng qua, hắn lập tức bạo phát toàn lực, công về phía lăng hàn. Hai đại thiên kiêu đấu đối diện, tuyệt chiêu trồng chất, cực kỳ óng ánh. Lăng hàn có tuyệt chiêu chưa ra, tỉ như quy tắc thời gian, đây là có thể chiến thắng cùng xoay chuyển sinh tử, mà tin tưởng hoài kiếm cũng như thế, Người này là thiên tài một kỷ nguyên khó ra, thậm chí được rất nhiều tổ vương xem trọng, cho rằng hắn có cơ hội rất lớn trở thành thiên tôn, nhân vật như vậy nếu không có át chủ bài mạnh mẽ gì, ai tin tưởng. Trời hạ một kiếm, diệt thần đoạn hồn, quả nhiên, hoài kiếm rất nhanh lấy ra tuyệt chiêu, một ánh kiếm xẹt qua, chấn kích chín tầng trời. Đây là một đại chiêu khủng bố, kiếm ra, quy tắc quang minh hóa thành thực hình, hiện lên ở trên bầu trời, lại còn hóa thành hình dạng một viên phù văn, ra chỉ uy lực của ánh kiếm kia, chém về phía lăng hàn. Tình Trung Nguyệt, Huyết Qua, Khư Tinh, không khỏi đều là lộ ra vẻ chấn động, nếu như là bọn họ đi đón một kiếm này. E là phải trả giá rất lớn, hoài kiếm lại mạnh đến mức độ như vậy, nhưng hoài kiếm lại lộ ra vẻ mặt không hài lòng, bởi vì một kiếm này là thông qua tay của hắn triển khai, mà không phải thanh kiếm hắn từ lúc sinh ra đã mang theo, nếu không thì uy lực còn muốn tăng lên gấp đôi. Rốt cuộc đến rồi, Chiến ý trong lòng Lăng Hàn đã sôi trào như lửa, hắn một chỉ điểm ra, tất cả đều dừng lại. Quy tắc thời gian, cuối cùng trên mặt Hoài Kiếm cũng biến sắc, quy tắc thời gian bất luận ở vị diện nào cũng là quy tắc trọng yếu nhất, nhất cơ bản, không có quy tắc thời gian, vậy vị diện này tuyệt đối không thể trật tự, làm sao có khả năng sản sinh cường giả võ đạo gì. Oanh oanh oanh, Lăng Hàn bổ khuyết thêm mấy quyền, ánh kiếm nhất thời đổ nát, những quy tắc quang minh hóa thành cây cột kia cũng dồn dập đổ nát, phù văn giữa bầu trời mất đi dựa vào ầm ầm rất xuống sắc mặt hoài kiếm thận trọng cho dù đối đầu thiên kiêu như huyết qua hắn cũng tràn đầy tự tin cho là mình nhất định có thể thắng nhưng hiện tại hắn bay lên một luồng mờ mịt chưa từng có hắn không thể xác định trần chờ như vậy để hắn cảm thấy kinh hoàng đệ nhất đế tinh như hắn lại cũng kinh hoàng nhưng ngay sau đó trong lòng hắn liền bay lên chiến ý mãnh liệt như ngọn lửa từ đỉnh đầu của hắn phun trào ra phóng lên trời chiến đấu như vậy mới để hắn ngóng trông bằng không đã sớm biết thắng bại vậy vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua để nhiệt huyết của hắn nguội lạnh cũng làm cho hắn ôn văn nhĩ nhã thật giống như chuyện gì cũng không thể làm hắn tức giận ở cực kỳ lâu trước đây hắn cũng không phải như vậy hắn tràn ngập nhiệt tình tràn ngập đấu trí khát vọng khiêu chiến kình địch không có vùi đầu khổ tu mà ở một sát na thắng lợi cảm giác tuyệt vời kia là không cách nào tả được đây mới thực sự là chiến đấu đây mới là võ đạo lúc trước hắn đi khát vọng mạnh mẽ hoài kiếm cười to khí thế hào hùng thật giống như dục hỏa trùng sinh, sức chiến đấu lại tăng lên rất nhiều. Đây là biến hóa của tâm cảnh, để hắn thoát thai hoán cốt. Kỳ thực hắn đã sớm có thể bước vào cửu liên, nhưng thứ nhất muốn thay học viện đánh trận cuối cùng, thứ hai cảm thấy tình trạng của mình vẫn không có đạt đến hoàn mỹ. Hiện tại tâm tình căng thẳng buông lòng, hắn biết một chút không đủ cuối cùng ở đâu, sau khi chữa trị, sức chiến đấu của hắn tự nhiên viên mãn. Như vậy hoài kiếm thật đáng sợ, trong lúc phất tay tất cả đều là kiếm khí, ngay cả hai mắt khép mở cũng bắn ra một đôi bảo kiếm chém trời chém đất lang hàn cả kinh không nghĩ tới trên người của hoài kiếm lại sẽ xuất hiện biến hóa kinh người như vậy nhưng sau khi hắn giật mình thì chỉ có tràn đầy chiến ý đối thủ như vậy quá hiếm thấy hắn hét dài một tiếng sức chiến đấu toàn mở các loại quy tắc hạ bút thành văn cực kỳ huyền diệu có công kích kéo tới hắn lấy quy tắc thổ thiên hướng phòng ngự đón lấy thời điểm công kích quy tắc hệ kim cùng quy tắc sát lục liên động phương diện thân pháp quy tắc không gian đương nhiên là độc nhất vô nhị. Ở vận dụng quy tắc, Lăng Hàn đã tiếp cận hoàn mỹ. Mà ở dưới cường địch chèn ép, Lăng Hàn đang ra tốc đi tới hoàn mỹ. Người bên ngoài đều nhìn đến mắt mê thần huyến, càng có một loại kích động muốn thốt lên, bất luận hoài kiếm hay Lăng Hàn, thiên tài như vậy đều hẳn là độc nhất vô nhị. Nhưng hiện tại lại xuất hiện hai cái, đến tột cùng là yêu nhau giết nhau, chỉ có một người có thể thẳng tiến thiên tôn, hay là khích lệ lẫn nhau, song song thành tựu thiên tôn vị, nhưng hai người trong chiến trường đã quên thời gian, chỉ muốn lực chiến một trận. Lúc này, vinh dự, khen thưởng thậm chí thắng bại đều bị bọn họ quên sạch, trong đầu chỉ có một chữ. Chiến, chiến đến hết lực, chiến đến xương cốt vỡ nát. Hai đại thiên kiêu đều cực kỳ óng ánh, thả ra hào quang thuộc về mình, cũng làm cho những người khác ảm đạm phai mờ, chỉ có đám người huyết qua còn tràn ngập chiến ý, thề muốn vượt qua hai người bọn họ, dư tử tầm thường, ngay cả đế tinh cũng nổi lên một cảm giác vô lực. Chiến, chiến, chiến chiến đến chút sức lực cuối cùng, Lam Hàn cùng hoài kiếm thế lực ngang nhau, dù mở ra thời gian chảy ra tốc, ngoại giới qua 10 ngày, nhưng bọn họ còn ác chiến. Đây chính là một ngàn lần thời gian chảy ra tốc, bên ngoài 10 ngày, bên trong chính là hơn 20 năm. Mới đầu hai đại thiên kiêu liều đến kịch liệt, nhưng tốc độ bây giờ càng ngày càng chậm, thật lâu mới sẽ nổ ra một chiêu. Đây cũng không phải bọn họ lực kiệt, mà là bọn họ đều dùng hết chiêu thuật, hiện tại đều là một bên đánh, một bên trầm tư suy nghĩ chiêu thuật mới cái này càng thêm thử thách hai người bọn họ sức tưởng tượng sức sáng tạo năng lực ứng biến của ai theo không kịp vậy chiến đấu sẽ trong nháy mắt phân ra thắng bại đánh tới lúc này kỳ thực người bên ngoài cũng không quan tâm lăng hàn cùng hoài kiếm ai thua ai thắng cỡ nào bọn họ đã chứng minh thực lực của mình hoàn toàn xứng đáng là dị vực song kiêu có thể diệu chiếu một thời đại có thể lại qua mấy trăm triệu năm hai người bọn họ sẽ đi tới một chiến trường lãnh đạo quần hùng một bên hạ tiên vực một cái khác nâng lên đại kỳ đối kháng huyền nghịch vị diện. Hơn 20 năm chiến đấu kịch liệt, hai đại thiên kiêu đều là vết thương đầy giấy tuy bọn họ đều nắm giữ phương pháp khôi phục kinh người, nhưng bởi vì chiến đấu quá mãnh liệt, tốc độ khôi phục xa xa theo không kịp, lúc này, thể phách của Lăng Hàn mạnh mẽ liền có ưu thế cực lớn, hắn bị thương hơi nhẹ, tốc độ khôi phục hơi nhanh. Chương 2602, hơn một chút hạ. Tuy chỉ là một chút xíu, nhưng không ngừng tích lũy, như vậy liền thành ưu thế, cũng chậm rãi biến thành thế thắng. Đi tới ngày thứ 13, Hoài Kiếm cùng Lăng Hàn liều mạng một kích, cuối cùng thân hình lay động, đặt mông ngồi trên mặt đất, vô lực tái chiến. Thương thế của hắn quá nặng, trong lòng Lăng Hàn dựng lên một luồng sát ý, Hoài Kiếm thật đáng sợ, tương lai thật sự có thể trở thành thiên tôn, đây đối với tiên vực mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Hắn có kích động muốn trực tiếp xóa đi đối phương, nhưng thứ nhất chiến lâu như vậy, hắn có chút tiếc tài, thứ hai nơi đây có tổ vương tọa chấn hắn không thể ra tay nghĩ tới đây hắn chậm rãi đánh tan sát ý bá thắng tổ vương mở miệng âm thanh bình tĩnh không có một tia gợn sóng muốn thăm dò đến tâm tình của tổ vương hầu như là không thể chiến trường mở ra phong chế lăng hàn vẫn chưa ra khỏi võ đài liền thấy giữa bầu trời mây đen cuồn cuộn có chớp giật khủng bố hiện lên thiên kiếp hắn kinh ngạc nhìn về phía hoài kiếm thứ này ở sau chiến đấu đột phá cũng thật là gan to bằng trời kỳ thực sức chiến đấu của người này không thua mình, chỉ là thể phách không bằng, cuối cùng mới sẽ ký kém một chút. Đương nhiên, Lăng Hàn cũng không có vận dụng thể lực của hắn, đây chính là cấp bậc Thăng Nguyên Đại Thành đỉnh cao, mạnh hơn lực lượng quy tắc một đoạn. Hiện tại Hoài Kiếm vết thương đầy giấy, lại còn dám đột phá, không phải gan to bằng trời là cái gì. Nhưng nếu như dưới tình huống như vậy còn có thể chịu nổi, vậy đối với tự tin của Hoài Kiếm mà nói chính là thúc dục to lớn, thậm chí là một loại tâm tình sống lại. Không hổ là Hoài Kiếm lăng hàn lắc đầu ra khu vực chiến đấu chuyện thứ nhất chính là thẳng đến chỗ chứng thượng cổ chiến thú hiện tại có là của hắn bá ta muốn cùng ngươi tái chiến một hồi tình trung nguyệt nhẹ nhàng đi đến trong tay nàng đã có thêm một bảo kiếm như lưu ly li, tỏa ra khí thức khiến người ta sợ hãi có kiếm ở tay mới là trạng thái mạnh nhất của nàng ta cũng muốn đánh với ngươi một trận huyết qua trầm giọng nói hắn hóa hình thành một đại hán đầu chọc da rẻ cả người đỏ như máu cực kỳ bóng loáng, bảo đảm không có một lỗ chân lông. Khư tinh cũng đứng ở bên cạnh, không nói lời nào, nhưng chiến ý trong ánh mắt nói rõ tất cả. Lăng Hàn thu hồi chứng chiến thú, sau đó quăng qua ánh mắt cảnh giác với ba người. Các người muốn cướp chứng chiến thú của ta sao? Đệt, ba người tỉnh Trung Nguyệt đều có loại kích động muốn hành hung Lăng Hàn, bọn họ cần thiết như vậy sao? Sau ba ngày, Nhật Lạc Sơn Mạch, tỉnh Trung Nguyệt bỏ xuống câu nói này liền nghinh ngang rời đi. Huyết qua cùng Khư Tinh bị tỉnh Trung Nguyệt đoạt trước, không thể làm gì khác hơn là lau mũi, không có ước chiến. Lăng Hàn cùng tỉnh Trung Nguyệt ai thắng ai thua còn khó nói, hơn nữa cho dù Lăng Hàn thắng cũng có khả năng bị trọng thương, thắng không vẻ vang gì. Bọn họ muốn thắng Lăng Hàn dưới trạng thái mạnh nhất, Lăng Hàn trở lại bên người ba nữ hổ nữ, lập tức nhìn thấy thất xương cùng uyên đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn, đám người tốn phong thì sắc mặt túi đen, bọn họ tự nhiên không muốn nhìn thấy Lăng Hàn ánh sáng vạn trượng như thế. Nữ muốn ăn trứng, hổ nữ nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ngục nước đã chảy dòng. Nghe hổ nữ nói như vậy, thất xương cùng uyên đều sợ hết hồn, vội vã ngăn cản, chỉ lo lăng hàn thật đầu óc nóng lên, cầm trứng chiến thú nướng ăn. Kia chỉ cần ấp ra, ngày sau tất nhiên thành tổ vương, có thể nói tương đương với một tổ khí nắm giữ ý thức của mình. Quý giá bực nào, lăng hàn không khỏi cười, cho dù không có thất xương cùng uyên ngăn cản, hắn cũng sẽ không lấy trứng chiến thú cho hổ nữ ăn. Ngoan, cái trứng này ăn không ngon, dưới vài lần khuyên bảo, hổ nữ mới lòng không cam tình không nguyện mà bỏ đi ý nghĩ ăn trứng. Bọn họ trở lại, hơi chuẩn bị một chút, liền muốn lên đường quay lại. Nhưng Lăng Hàn lấy lý do muốn du lịch thiên hạ, xin nghỉ với thất xương cùng uyên. Điều này làm cho hai người cực kỳ khó xử, Lăng Hàn được cao thủ bảng thứ nhất đây đối với bách chiến học viện mà nói chính là vinh quang rất lớn, sau khi trở về đương nhiên phải chúc mừng, hai người bọn họ lãnh đạo có công, tự nhiên cũng dính quang, vinh dự cực lớn, nhưng nếu như lăng hàn không trở về cái hiệu quả này liền mất giá rất nhiều bọn họ mọi cách khuyên bảo nhưng lăng hàn quyết định chủ ý ngược lại thực lực của hắn đặt ở đó cho dù thất xương cùng uyên đánh hắn cũng có thể thong dong phá vòng vây lăng hàn cũng không có đi ấp chứng chiến thú mà là trước tiên bế quan minh tưởng hoàn toàn tiêu hóa lĩnh ngộ sau khi chiến đấu với hoài kiếm sau ba ngày hắn đi nhật lạc sơn mạch ước hẹn tỉnh trung nguyệt đã chờ ở đó một người một kiếm phong hoa tuyệt đại phụ cận cũng đứng đầy người thậm chí có người không có chỗ đứng, chỉ có thể bay vút trên không trung. Ngươi đến muộn, nhìn thấy Lăng Hàn khoan thai đi đến, tỉnh Trung Nguyệt bất mãn nói. Hiện tại người quá nổi tiếng, một đường lại đây quá nhiều người chào hỏi, không trả lễ thì ý tứ không tốt, sợ bị người nói ta thành danh, cái giá lớn, cho nên tới chậm. Lăng Hàn cười nói, khuôn mặt của tỉnh Trung Nguyệt tối sầm lại, cái thứ này cũng thật biết trợn mắt nói mò, nàng rõ ràng thấy, Lăng Hàn một đường lại đây nào có cùng người chào hỏi, rõ ràng là đùa nàng nàng hư một tiếng dung trường kiếm lên nói thanh kiếm này của ta là bảo khí cấp bậc cửu liên người cũng có thể sử dụng binh khí miễn cho nói ta bắt nạt người thật lang hàn gật đầu không chút khách khí lấy tiền ma kiếm ra ở trong tay khe khẽ rung lên nhất thời thân kiếm phát ra hí dài phảng phất như một vị vương giả vô địch đang cảnh cáo nhất thời lưu ly li bảo kiếm trong tay tình trung nguyệt như rắn vặn vẹo thật giống như gặp phải ma đầu khủng bố hãi sợ run rẩy tình trung nguyệt kinh hãi đây là bảo khí của nàng cùng tâm thần của nàng liên kết, nàng liền cảm giác được, kiếm trong tay đang hãi sợ, mà đối tượng sợ sệt chính là kiếm trong tay lăng hàn. Kháo, còn chưa đánh cũng đã sợ, tình Trung Nguyệt vừa giận vừa sợ, vội vàng dung bảo kiếm lên, muốn cưỡng ép chiến một trận. Đung, chỉ thấy kiếm trong tay nàng lại từ bên trong xuất hiện một cái khe, sau đó cấp tốc mở rộng, đứt thành hai. Cái này, tình Trung Nguyệt hoàn toàn nói không ra lời, lại bởi vì sợ hãi kiếm trong tay lăng hàn, lưu ly kiếm của nàng tự nát tha rằng tự nát cũng không dám chiến, đây là áp chế thế nào. chương 2603, người cũng có thể sử dụng binh khí. Tổ khí, nàng khó khăn nói, chỉ có tổ khí mới có thể áp chế cửu liên bảo khí, ngay cả tư cách chiến một trận cũng không có. Cái này còn đánh cọng lông, tay không nàng vốn không phải đối thủ của Lăng Hàn, nguyên bản còn muốn ỉ vào bảo khí hòa nhau một thành, nhưng kết quả càng nát, chưa chiến cũng đã trước tiên thất bại. Cái thứ này cũng quá vận may đi, lại có một tổ khí. Lăng Hàn khe khẽ rung lên trường kiếm, cười nói, còn đánh không, tỉnh Trung Nguyệt không lời nào để nói, quay người lại, đập cánh rời đi. Trừ khi có thể đạt được một tổ khí, bằng không nàng căn bản không thể đối kháng Lăng Hàn. Vấn đề là, tổ khí là tồn tại quý giá bực nào, đừng nói đạt được, ngay cả mượn. Ai sẽ cho nàng mượn đây? Vẫn là trở thành tựu tổ vương nói sau đi, bằng không nàng vẫn sẽ bị tổ khí của Lăng Hàn áp chế, căn bản không ngóc đầu lên được. Mọi người cũng không nói gì, ai có thể nghĩ tới nguyên bản kỳ vọng một hồi long tranh hổ đấu lại sẽ lấy phương thức như thế kết thúc. Lăng Hàn thu hồi tiên ma kiếm, chậm rãi rời đi. Trở lại nơi ở, Lăng Hàn quyết định trước tiên nhỏ máu nhận chủ chứng chiến thú, sau đó để nó chậm rãi ấp, mình thì phóng túng ở trong dị vực, chờ tích lũy đủ, hắn liền đột phá thăng nguyên. Trong hắc tháp, hắn tay trái nâng chứng chiến thú, lấy răng cắn phá ngón trỏ tay phải, nhất thời có máu tươi nhỏ xuống, rơi vào trên chứng chiến thú. Trong lòng hắn đọc thầm, một bên lấy ngón tay chấm huyết dịch, vẽ ở trên trứng. Đây là một phù hiệu, có thể giúp hắn liên hệ trứng thú này, cùng sinh mệnh trong đó kết thành nghi thức chủ tớ. Khi phù hiệu họa thành, nhất thời có hùng uy đáng sợ tấn công về phía Lăng Hàn, phảng phất như một mãnh thú đáng sợ cắn tới hắn. Lăng Hàn phát hiện mình ở trong một không gian hắc ám, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, chỉ có một mảnh hư vô, nhưng rất nhanh phía trước liền xuất hiện một quái vật khổng lồ, hình thái mãnh thú, nhưng chỉ lấy hai chân chống đỡ mà đứng, hai chân sau dài mà cường tráng, chiếm cứ hơn nửa thể tích của nó, nhưng hai chân trước nhỏ đến đáng thương, núp ở vị trí ngực. Có điều, miệng của nó cực kỳ khổng lồ, lộ ra hai hàm răng như lưỡi đao, tỏa ra ánh sáng âm trầm lạnh lẽo. Đây là quái thú gì? Lăng Hàn chỉ có thể nói, hắn nhận thức vật chủng của dị vực quá ít, nhưng có một chút có thể khẳng định, con dã thú này không đơn giản. Đùng 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 đùng, quái thú bước động hai chân, thật giống như nhân loại vậy, chạy gấp về phía Lăng Hàn, ngoác miệng ra, oanh, Bùng nổ ra sóng âm đáng sợ, xung kích tới Lăng Hàn. Trong lòng Lăng Hàn nhất thời hiểu ra, bây giờ mình chỉ là một thân thể tinh thần, mà quái thú đối diện cũng vậy, đến từ chiến thú còn không có ấp ra kia. Không hổ là tồn tại nhất định có thể trở thành tổ vương, cực kỳ hung hãn, vẫn chưa xuất thế thì có tuyệt thế hung uy. Nó không cam lòng bị Lăng Hàn nô dịch, bởi vậy ở trong thế giới tinh thần này triển khai ác chiến với Lăng Hàn, nếu như có thể trọng thương Lăng Hàn, nó có thể đổi khách làm chủ, Lăng Hàn là phó, nó làm chủ loại khế ước ký kết chủ nô này vốn là song hướng, cường giả vi tôn. lang Hàn không khỏi cười to, con chiến thú này xác thực nhất định sẽ trở thành tổ vương, nhưng hắn là người muốn trở thành thiên tôn. Hắn không sợ hãi chút nào mà đón nhận, cả người bốc cháy lên hung diễm vô tận, nói đến giết chóc, hắn sợ ai. Oanh, một người một thú đánh nhau, va chạm chặt chẽ vững vàng, sau đó dồn dập vang ra. Đây là tinh thần đối kháng, không quan hệ tới thể phách. Chiến thú là vì chiến mà sinh, vì chiến mà cuồng tuy nó vẫn không có xuất thế nhưng hung uy ngập trời lập tức lại chạy trở về miệng rộng mở ra táp tới cổ của lăng hàn thể phách của lăng hàn kinh người thần hồn cũng không thua kém bao nhiêu tương tự hét dài một tiếng cuốn ngược quay về thế tiến công như mưa oanh 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 một người một thú ác chiến chiến thú cực kỳ hung hãn há mồm cắn loạn móng vuốt tuy nhỏ nhưng lực phá hoại cực kỳ kinh người đụng tới một hồi liền có thể làm cho lăng hàn đại thương đây là tinh thần thể sẽ không xuất hiện thương thế rõ ràng, nhưng sẽ làm bọn họ trở nên suy yếu. Nếu ai suy yếu đến mức tận cùng, sẽ lộ ra hạt nhân thần hồn, do đó dễ dàng liền bị gieo xuống hạt giống nô no dịch. Lăng Hàn đương nhiên cũng không kém, huy động nổ quyền, tương tự để con chiến thú này kêu gào liên tục, thân ảnh đang nhanh chóng huyễn hóa. Hắn nắm chắc phần thắng, ác chiến không biết bao lâu, Lăng Hàn cuối cùng chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, nổ đến con chiến thú này kêu rên không ngớt, thân ảnh cũng càng ngày càng phai mờ, lộ ra hạt nhân trong đó. Lăng Hàn một phát bắt được, nhất thời cảm giác được con chiến thú này phát ra ý nghĩ không cam lòng không khuất phục. Bởi vì nó là tồn tại nhất định thành vương giả, Lăng Hàn cười to, tương tự phát ra thần niệm, không nên cảm thấy oan ức, lúc trước là có chín đạo thiên địa bản nguyên theo ta, người nào không phải chỉ cần mở ra linh trí liền có thể thành vương làm tổ. Mà ta, điểm cuối không chỉ là tổ vương, cũng không phải thiên tôn, mà là chúa tể chân chính của thiên địa. Người theo ta, chỉ có thể mở ra con đường càng mạnh mẽ hơn. Con chiến thú kia nhất thời có vẻ do dự, nó vẫn không có ấp, thông minh không bằng đứa nhỏ 3 tuổi, nếu không có bản năng nguyên thủy ủng hộ, nó cũng không thể phát động tấn công Lăng Hàn. Hiện tại bị Lăng Hàn dao động như thế, tự nhiên để nó không quyết định chủ ý được. Lăng Hàn cũng không dục kiên trì chờ đợi. Một lúc sau, chiến thú mở ra hạt nhân, hoàn toàn không đề phòng Lăng Hàn nữa. Lăng Hàn rũi chỉ nhấn một cái, ở trên ý thức hạt nhân của chiến thú đặt xuống ký hiệu của mình, nhất thời, hắn cùng con chiến thú này hình thành liên hệ đặc thù nào đó. Rất khó hình dung đây là một loại cảm giác thế nào, thật giống như trên thân thể của mình có thêm một bộ phận, có thể tùy ý chỉ huy, mà bộ phận này lại có ý thức của mình, có thể ở sau khi hắn ra lệnh, trăm phần trăm không hơn không kém mà đi chấp hành. Mặc kệ mệnh lệnh này quá mức, nguy hiểm đến cỡ nào. Phải làm sao ấp ngươi ra, Lăng Hàn dùng thần ý hỏi, quy tắc đại đạo là tầm bổ tốt nhất đối với ta, vì lẽ đó chỉ cần chủ nhân lấy lực lượng quy tắc của ngươi nuôi dưỡng ta, ta liền có thể rất nhanh xuất thế. Người cung cấp quy tắc càng mạnh mẽ, chủng loại càng nhiều, thời gian ta xuất thế liền càng sớm. Chiến thú nói, chương 2604, chiến thú xuất thế. Làm Hàn Nha một hồi, nên cho ngươi cái tên A, nếu như các nàng nữ hoàng ở đây, nhất định sẽ liều mãng ngăn cản. Con hàng này ở đặt tên thật là không có một chút xíu trình độ, không phải tiểu bạch tiểu hắc, chính là tiểu thanh tiểu hôi. Con chiến thú kia là tồn tại nhất định trở thành tổ thành vương, nếu như lấy cái tên lung ta lung tung, ngày sau sẽ bị người cười chết. Đáng tiếc, con chiến thú này không biết, còn cực kỳ vui sướng nói. Xin chủ nhân ban tên, tuy nó vẫn không có xuất thế, nhưng đã bước đầu có trí tuệ, chỉ là lúc này hiển nhiên còn rất thấp. Liền gọi người tiểu khủng đi, Lăng Hàn nói, dung mạo người khủng bố như vậy, danh tự này không sai, sau này ngươi liền phụ trách dọa người cho ta. Đáng thương con tiểu thú này căn bản không hiểu, còn vui mừng khôn xiết, chúc mừng mình có tên, đợi nó xuất thế, chân chính mở ra trí tuệ, phỏng chừng sẽ cực kỳ hối hận. Ta đi ra ngoài trước, sẽ mau chóng luyện hóa ngươi đi ra. Lăng Hàn lui ra thế giới tinh thần, sau đó liền ôm chứng thú, thuyên chuyển lực lượng quy tắc tẩm bổ tiểu tử này. Lần này cũng không phải vì chiến đấu, Lăng Hàn dùng phương thức nhu hòa lấy lực lượng quy tắc ra, hơn nữa còn là hết thảy quy tắc cùng một chỗ đến, cho con chiến thú này điều kiện tẩm bổ tốt nhất. Chủ nhân, người lại nắm giữ nhiều quy tắc như vậy tiểu gia hỏa khiếp sợ, lan truyền thần niệm cho Lăng Hàn. Chiếu bộ dáng này, nhiều nhất 3 năm, ta liền có thể xuất thế. Lăng Hàn gật đầu, phát động thái trụ vô cực thể, sau khi hắn bước vào thập nhất bí, thể chất liền từ thái trụ tiên thể tăng lên tới thái trụ vô cực thể, so với trước cường đại hơn một đoạn dài. Hắn đối với mình làm thời gian chảy ra gia tốc, hiệu quả không kém phòng tu luyện thời gian bên ngoài chút nào, thậm chí càng vượt xa, bởi vì hắn cần ra tốc chỉ là bản thân, cái gánh nặng này đương nhiên nhỏ vô số lần hiệu quả cũng tăng mạnh. Tu ra tiên thể như vậy, kỳ thực hắn đã không cần phòng tu luyện thời gian nữa. Thời gian 3 năm loáng một cái liền qua, chỉ thấy trên vỏ trứng xuất hiện một vết nứt, thẻ, còn có âm thanh lanh lành truyền ra, sau đó, vết nứt mở rộng, hơn nữa số lượng cũng nhiều hơn, không ngừng lan tràn. Khi số lượng vết nứt đạt đến mười mấy đạo, thẻ, một cái móng vuốt màu đen đột nhiên từ trong vết nứt giò xét ra, chỉ xé một cái, vỏ trứng tựa như bẻ cành khô phá tan. Một con tiểu thú nhảy ra ngoài, toàn thân đen thui như mực, chỉ có một đôi mắt hồng như bảo thạch. Nó giống đại khủng thú mà Lăng Hàn ở trong thế giới tinh thần nhìn thấy như đúc, chỉ là nhỏ vô số lần, hiện tại chỉ cao một thước, nhìn qua hoàn toàn không có tâm ý hung tàn, ngược lại rất manh. Tiểu thú nhìn thấy Lăng Hàn, lập tức tiến tới, dùng đầu cọ cọ ở trên bắp chân của Lăng Hàn. Vừa cọ một cái, Lăng Hàn suýt chút nữa đặt chân bất ổn, ngã dầm trên mặt đất. Man lực của tiểu gia hỏa cực kỳ kinh người, tuy cái này cũng là Lăng Hàn không có phòng bị, nhưng nếu không đủ lực lượng như thế nào hất động được hắn tiểu khủng người rất trâu bỏ a à. lang hàn ngồi xổm xuống nói với tiểu thú gào gào tiểu thú hé miệng phát ra âm thanh tựa như sói chu lang hàn không khỏi ngốc dáng dấp cái thứ này nơi nào giống sói lại phát ra âm thanh như thế sẽ không phải cha nó cùng một mẫu sói phát sinh tình ái không lành mạnh mới sinh ra một tiểu gia hỏa như thế chứ tiểu gia hỏa không dùng thần niệm nói chuyện vậy thì không khác trẻ con vừa sinh ra chút nào tiếng kêu non nớt đáng yêu đến có thể để người ta chiều mến. Lăng Hàn không khỏi mặt đen lại, người uy vũ khi phách như hắn, nếu như mang theo tiểu gia hỏa này rêu rao khắp nơi, có thể sẽ bị người xem thường hay không. Có điều, tiểu gia hỏa vừa xuất thế man lực liền cực kỳ kinh người, gần như đã có cấp bậc thăng nguyên, vậy lại trưởng thành một quãng thời gian, đạt đến lực lượng tiên vương là ngay trong tầm tay. Chỉ là chỉ có man lực, không có quy tắc đối ứng giúp đỡ, vậy cũng quá phế. Đến, để ta nhìn thực lực của ngươi một chút, Lăng Hàn nói, ném ra một khối chuẩn tiên kim, đây là sau khi tiên ma kiếm tiến vào tiên khí, hắn dùng còn sót lại. Tiểu khủng rũi ra chân trước, xẹt qua khối chuẩn tiên kim này, thanh âm chói tai vang lên, để lăng hàn chỉ cảm thấy lỗ tai khó chịu, nhưng ánh mắt của hắn sáng ngời, bởi vì móng vuốt của tiểu gia hỏa xẹt qua, chuẩn tiên kim lập tức xuất hiện một vết sâu có tới nửa tắc. Rất kinh người, tiểu gia hỏa căn bản không dùng lực lượng nào, cũng chỉ tùy ý vạch một cái như vậy mà thôi. Tuy đây chỉ là tam tinh chuẩn tiên kim, nhưng cũng có thể chứng minh, tiểu thú không phải chỉ có lực lượng, mà là lực sát thương rất kinh người. Hắn lại lấy ra một khối chuẩn tiên kim, lần này đạt đến độ cao lục tinh. Tiểu thú vung vẫy móng vuốt, thanh âm chói tai vang lên, chỉ thấy trên lục tinh chuẩn tiên kim cũng lưu lại một vết xước, nhưng không quá rõ ràng. Cái này làm tiểu thú tức giận, trong hai con mắt như đá quý phát ra quang mang hung ác, xông lên cắn loạn, đợi nó buông miệng ra, chỉ thấy khối chuẩn tiên kim này đã rách rách dưới dưới. Mạnh, lang Hàn thử lại phát hiện lực phá hoại cực hạn của tiểu gia hỏa là thất tinh chuẩn tiên kim, có thể phá hoại, nhưng cần bỏ ra rất nhiều sức lực, đối đầu bát tinh chuẩn tiên kim liền cơ bản không biện pháp. Cái này đã cực kỳ khủng bố, phải biết tiểu gia hỏa chỉ vừa xuất thế, nếu trưởng thành, lại sẽ nắm giữ lực phá hoại kinh người thế nào. Lăng Hàn tỉ mỉ nghiên cứu móng vuốt của tiểu gia hỏa một chút, mới xem chỉ là vảy đen thùi lùi cùng giáp cứng, nhưng tỉ mỉ nghiên cứu, liền có thể phát hiện phía trên che kín phủ văn. Lăng Hàn lại thử phòng ngự của tiểu thú, lại bị chấn kinh một cái. Phòng ngự của tiểu gia hỏa cũng dày đến kinh người, đủ để ngang hàng cấp độ thất tinh chuẩn tiên kim, tương đương lực phá hoại của nó. Chẳng trách tên tiểu tử này sẽ được xưng là chiến thú, tập hợp lực phá hoại, lực phòng ngự đáng sợ làm một thể, là chuyên vì giết chóc, phá hoại mà sinh. Hắn không khỏi nghĩ, huyền nghịch vị diện có chiến binh, dị vực lại có chiến thú, cái này không phải vị diện dị vực vì bảo vệ mình mà sinh ra vật chủng chứ. Bởi vì sinh ra chính là thang nguyên cảnh, cái này quá kinh người, cũng không phù hợp quy luật thiên địa, thực lực mạnh mẽ hẳn là khổ tu mà đến, mà không phải sinh ra đã có, không làm mà hưởng. Chương 2605, rất kinh người, cho nên nói, nếu như chiến thú là dị vực vị diện vì tự vệ, đản sinh ra đối kháng chiến binh, cái này kỳ thực là một suy đoán rất hợp tình lý. Hắn ra hắc tháp, định tìm Ngõ Lý hỏi một chút. Oa, con chó thật đáng yêu. Nhìn thấy tiểu khủng, hết thảy nữ nhân đều là hai mắt quả ánh sáng, mỗi một người đều muốn nhào tới. Lăng Hàn không khỏi đổ mồ hôi, những nữ nhân này a, à, chính là không chịu nổi đồ vật đáng yêu, đặc biệt là mình sinh không được bảo bảo, bởi vậy đối với đồ vật đáng yêu thì càng không có sức đề kháng. Hơn nữa, cái này giống chó sao, các ngươi là cái ánh mắt gì, nhìn qua dáng vẻ ăn thật ngon, hổ nữ nâng cầm, một bên nhìn chằm chằm tiểu thú, ngụm nước đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Chỉ có nàng là khác với tất cả mọi người, cảm giác được địch ý của hổ nữ, tiểu khủng lập tức nhìn sang nàng, mở miệng, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Sau khi trưởng thành nó cực kỳ hung mãnh, hai hàm răng kia thật giống như dao nhọt, khiến người ta nhìn sẽ phát lạnh, nhưng hiện tại nó là một chút cũng hung ác không được, ngược lại làm cho người cảm thấy cực kỳ đáng yêu, bán manh đến trình độ cực cao. Thật giống như một tiểu cầu vừa sinh ra nổi giận, ai sẽ sợ chứ? Lăng Hàn không khỏi cười nói, nữ, người phải kiềm chế một chút, tên tiểu tử này rất hung ác. Khổ nữ tự nhiên không sợ, hừ hừ nói, một tiểu gia hỏa, nếu còn chê nó không đủ lấp đầy cái bụng đây. Gào, tiểu khủng phát ra tiếng gào, nhìn hổ nữ giết gào, chỉ là bi bô, căn bản không có lực uy hiếp gì. Chúng nữ không khỏi cười to, càng cảm thấy tên tiểu tử này chơi vui. Đến, để tỷ tỷ ôm một cái, nhu yêu nữ đưa tay ra, tiểu khủng giận dữ, nó không phải sủng vật, mà là chiến thú, sinh ra vì chiến đấu, bán manh cái gì đó, cùng nó không có chút quan hệ. Gào, nó lại phát ra gào thét, nhưng lần này không phải bởi vì nổi giận, mà là bị Lăng Hàn dùng món tay gãi cổ, thoải mái đến nó không muốn không được. Tiểu gia hỏa ai oán nhìn Lăng Hàn, người ta là chiến thú uy phong lẫm lẫm, không phải sủng vật. Gào, không nghĩ tới các nữ cũng vọt lên, người mò một cái, ta sờ một chút, để tiểu gia hỏa thoải mái đến dựng thẳng cái đuôi, mà ánh mắt thì càng thêm đáng yêu. Người ta là chiến thú, chiến thú, chiến thú A, cái bụng của tiểu gia hỏa hướng lên trời, hoàn toàn không có phòng bị, mặc cho chúng nữ trả đạp. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nó biết những thứ này đều là nữ chủ nhân của mình không dám phản kháng bằng không ai dám bắt nạt nó như thế tiểu gia hỏa đã sớm bạo phát nó ngoan ngoãn để chúng nữ xem là sủng vật chơi đùa ngược lại da dày thịt béo cũng chơi không hư lăng hàn liền đi tìm ngoã lý chiến thú cùng chiến binh có quan hệ gì lăng hàn trực tiếp hỏi ngoã lý tìm tòi ký ức một hồi nói chiến thú hẳn là sinh vật hình chiến binh mà vị diện này vì đối kháng bổn vị diện mà chế tạo ra có đặc điểm phòng ngự cao lực phá hoại cao, chính là vì phá hoại chiến binh của bổn vị diện. Có điều, thiên địa không thể can thiệp quá mức, lại thêm chiến thú sinh sôi cực kỳ khó khăn, đã sớm biến mất, xem như là một loại thử nghiệm thất bại của thiên địa. Lăng Hàn Hiếu Kỳ nói, vậy hai người so sánh, ai càng lợi hại hơn, đẳng cấp tương đương, tự nhiên là chiến thú. Ngõ Lý lập tức nói, có điều, số lượng chiến thú không cách nào so với chiến binh, một chiến binh đánh không lại, có thể 10 cái, 20 thậm chí 100 cái cùng tiến lên. Lăng Hàn gật đầu, vì sao chiến thú lại tuyệt diệt, hiện tại chỉ có thể tìm được ở trong mộ cổ. Bởi vì đây là thí nghiệm không thể làm, mới bị thiên địa đào thải, không muốn ở trên mặt này lãng phí tinh lực. Có điều, tuy chiến thú bị đào thải, nhưng cũng không thể nói loại sinh linh này không mạnh, chỉ là số lượng quá ít, không thể hình thành quy mô mà thôi. Người lại nắm giữ một chiến thú, ngõ lý có vẻ hơi kinh ngạc, tuy ở trên mặt hắn, vẻ kinh ngạc kỳ thực chỉ là hơi mở lớn miệng một hồi, nhưng có thể làm cho hắn kinh ngạc thật đã rất tốt. Không cần khâm phục ta, ta biết mình rất trâu bò." Lang Hàn cười nói, Ngõ Lý nhìn tiểu khủng, phù, hai mắt phát ra ánh sáng xanh lục, quét nhìn tiểu khủng từ trên xuống dưới. Thét, cảm ứng được ánh sáng xanh lục, tiểu khủng lập tức trở mình, đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Ngõ Lý, bùng nổ ra hung uy đáng sợ. Nó không quen biết Ngõ Lý, nhưng đối với loại ánh sáng kia để nó bản năng cảm giác được không thoải mái, thậm chí là phẫn nộ. Hung uy lộ ra, chúng nữ đều sợ hết hồn mới biết tiểu gia hỏa lại còn có một mặt bá đạo như vậy. Người ta tốt xấu gì cũng là chiến thú A, à. Lăng Hàn cố ý lui lại một chút, cũng không ngăn cản tiểu khủng xuất kích, hắn hết sức tò mò thực lực của ngõ lý, ngay cả năng lượng hư tử cũng có thể hấp thu, đây là biến thái thế nào. Ngõ lý không phản ứng chút nào, tiếp tục quét nhìn tiểu khủng. Tiểu khủng triệt để nổi giận, nếu Lăng Hàn không có ngăn cản nó, nó là chiến thú, một mặt hung tàn lập tức bạo phát, đăng đăng đăng, nó bước động hai chân sau, cường tráng mạnh mẽ, đừng xem người ta chân nhỏ, nhưng lực bộc phát cực kỳ kinh người. Xeo, trong nháy mắt nó liền vào tới trước mặt ngõ lý, sau đó vung ra móng vuốt quét tới. Ngõ lý lùi, hai chân bất động, cả người liền bằng phẳng như vậy trở ra, cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà, hiệu suất né tránh như vậy cực cao, mặc cho tiểu khủng công kích làm sao, hắn cũng luôn có thể đúng lúc né tránh. Ánh mắt của Lăng Hàn sáng lên, ngõ lý dùng hẳn là quy tắc không gian, nhưng lại không phải quy tắc, cực kỳ quái lạ đây chính là lực lượng thiên địa trên quy tắc, quy tắc là lực lượng thiên địa cụ hóa, kỳ thực cũng thuộc về lực lượng thiên địa, nhưng võ giả chiến đấu với nhau, cần trước tiên tuyên chuyển quy tắc, lại chuyển hóa thành lực công kích hoặc tốc độ, vậy thì có một quá trình chuyển hóa. Mặc kệ cái này nhanh đến cỡ nào, cũng cần thời gian, vì lẽ đó ngõ lý liền có cơ hội né tránh. Đương nhiên, ngoại trừ ngõ lý, những người khác muốn dùng quy tắc đến né tránh, cái này đồng dạng có một quá trình chuyển hóa, vậy sẽ không có ưu thế có thể nói. Lăng Hàn tham khảo, kỳ thực hắn cũng có thể sử dụng lực lượng thiên địa, đó chính là thân thể được năng lượng hư tử rèn luyện qua, trực tiếp tuyên chuyển lực lượng của bản thân, không cần trước tiên đi xúc động quy tắc, lại chuyển hóa thành lực công kích hoặc tốc độ. chương 2606, Hoài Kiếm mời, trên lý thuyết mà nói, tuy lực lượng của ta chỉ là thang nguyên đại thành đỉnh cao, nhưng sức chiến đấu của ta không phải chỉ số này, nếu như ta có thể khai phá ra ưu thế. Hắn ở trong lòng lầm bẩm nói, quả nhiên, để tiểu khủng đi chiến ngõ lý là một cách làm rất thông minh. Ngõ lý rất nhanh đình chỉ quét nhìn, một bên thong rong né tránh tiểu khủng công kích, một bên nhìn Lăng Hàn nói. Con chiến thú này gen rất mạnh mẽ, đáng giá bồi dưỡng. Tuy chiến thú tất có thể trở thành tiên vương, nhưng tiên vương còn phân chín tầng A. Nói đến phân tích, Lăng Hàn chỉ phục ngõ lý. Nếu hắn nói tiểu khủng đáng giá bồi dưỡng, vậy thì tuyệt đối đáng giá bồi dưỡng. Lăng Hàn không khỏi sơ cầm chiến thú cường đại như vậy không phải có thể tìm một con cái chứ, để nó sinh một đống lớn hải tử, thành lập một binh đoàn chiến thú. Có điều, tiểu gia hỏa vừa mới xuất thế, hiện tại liền có ý đồ với nó, có chút không còn gì để nói a. À. Tính toán một chút, vẫn là chờ nó lớn chút lại nói. Tiểu khủng tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của Lăng Hàn, không khỏi run lập cập, nhìn sang Lăng Hàn, ánh mắt cực kỳ ai oán. Lăng Hàn cười ha ha, phát ra một ý nghĩ, tiểu gia hỏa lập tức đàng hoàng ngừng lại, không công kích nữa. Hắn ôm tiểu gia hỏa lên, sau đó lấy ra lượng lớn đan dược tiên dược. Đến, tiểu gia hỏa, ăn nhiều một chút, nhanh lớn lên A. Hai mắt hắn phát sáng, định xem tiểu khủng là lợn giống. Chờ chút, tiểu gia hỏa là được hai cái. Hắn không khỏi nhìn về giữa hai chân của tiểu gia hỏa, để tiểu gia hỏa không khỏi cả người phát lạnh kẹp hai chân chặt chẽ, coi như ngươi là chủ nhân của ta, cũng không thể dò xét việc riêng tư của ta A. À. Ô, tiểu gia hỏa cảnh giác như thế. Sau này để nó giao phối cũng lòng không cam tình không nguyện a. À. Tiểu gia hỏa, kia là sự tình vui sướng, người cái này là tâm tình gì? Cũng đúng, nó còn quá nhỏ, sau này sẽ biến. Bá, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu, Lăng Hàn vừa nghe, không khỏi kinh ngạc, hắn đẩy cửa mà ra, chỉ thấy cửa đang đứng một người trẻ tuổi thiên sứ tộc phong thái cảm động, cực kỳ anh tuấn, càng có khí thế đoạt người, khiến người ta chỉ muốn cúng bái. Hoài kiếm, Lăng Hàn gật gù nói không có di chứng về sau chứ. Đối phương ở dưới trọng thương đột phá cửu liên, không cẩn thận sẽ hạ xuống đạo thương nghiêm trọng, sẽ có vấn đề lớn. Hoài kiếm cười, xác thực còn có tổn thương, nhưng ta coi là một loại mài rúa, đợi ta xóa đi đạo thương này, sức chiến đấu của ta còn có thể tăng lên một đoạn. Con người của Lăng Hàn không khỏi co rụt lại nói, kỳ thực ngươi có thể hoàn toàn loại bỏ nội thương A. Hoài kiếm sừng sốt một chút, mới nói, ngươi đoán không sai, xác thực như vậy, thứ này đúng là điên, lại dám ở thời điểm đột phá cố ý lưu một đạo nội thương ở trong người, dùng để mài rũa mình. Lăng Hàn tự nghĩ, hắn cũng không dám chơi như thế, hoàn toàn là dẫn lửa thiêu thân. Nhưng không thể không nói, nếu như hoài kiếm thật có thể bằng nghị lực bản thân chém xuống đạo thương, vậy sức chiến đấu của hắn xác thực sẽ tăng lên tới một độ cao khủng bố. Cũng đúng, hắn muốn vượt qua Lăng Hàn, nhất định phải dùng biện pháp dị thường, bởi vì bọn họ đã đạt đến cực hạn của thông thường, thậm chí đã sớm vượt qua, muốn ở trên cực hạn tăng lên tiếp, cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Kỳ thực thiên tài cùng người điên không có khác nhau quá lớn. Lăng Hàn cười cợt nói, tìm ta muốn đánh một trận sao? Chiến ý của hắn rất đậm, luận bàn với cường giả như Hoài Kiếm, với hắn là có nhiều chỗ tốt. Hoài Kiếm lắc đầu, ta đã là Cửu Liên, ngươi còn chỉ là Bát Liên, ta giao thủ với ngươi, thắng cũng không vẻ vang gì. Chờ ngươi bước vào Cửu Liên, chúng ta lại tái chiến. Được, Lăng Hàn cũng không miễn cưỡng, đế tinh đương nhiên kiêu ngạo huống chi là hoài kiếm lần này tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một chút có hứng thú cùng ta bái vào môn hạ của hằng hoang đại nhân hay không hoài kiếm nghiêm nghị nói hằng hoang đại nhân lang hàn kinh ngạc cái này là vị nào hoài kiếm cũng kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi không biết hằng hoang đại nhân là ai lang hàn gãi gãi đầu cũng thật là không biết hoài kiếm lắc đầu một cái hằng hoang đại nhân chính là thiên tôn nha hóa ra là một tên thiên tôn của dị vực lăng hàn cười ha ha nói thiên tôn làm sao có khả năng thu ta làm đồ đệ hoài kiếm lắc đầu ngươi cũng quá khiêm tốn tư chất của ngươi đã vượt qua tuyệt đại bộ phận hậu nhân của thiên tôn nếu như vẫn chưa thể được thiên tôn coi trọng vậy ta cũng không có mặt mũi dẫn tiến thiên tôn hậu nhân không nhiều nhưng bởi vì huyết mạch mạnh mẽ rất xuất hiện đế tinh đạt tới độ cao của thập bát liên tổ vương nhưng muốn bước vào thiên tôn lại đừng hòng chỉ ít dị vực còn chưa xuất hiện qua truyền kỳ một môn song thiên tôn có điều đế tinh cũng có phân chia mạnh yếu, lại như lúc trước dị vực cùng tiên vực ước chiến, kỷ vô danh hầu như có thể đối kháng xích huyết, hơn nữa còn ở dưới tình huống thấp hơn một cảnh giới nhỏ. Xích huyết là đế tinh, càng là hậu nhân của xích viêm thiên tôn, nhưng vậy thì như thế nào, đánh nhau cùng cấp, kỷ vô danh tất thắng. Lăng Hàn lập tức tính toán, có nên đáp ứng hay không? Hắn kỳ thực rất muốn tiếp xúc thiên tôn một chút, nếu hắn muốn đặt chân tầng thứ này, như vậy sớm tiếp xúc, sẽ để hắn càng thêm dễ dàng thấy rõ đường phía trước. Nhưng vấn đề là, Thiên Tôn nhãn lực cỡ nào, khi thiên thuật của hắn có thể lừa gạt được sao? Chờ chút, cái này không phải còn có ngõ lý sao? Lam Hàn trầm ngâm nói, "Cho ta suy tính một chút, ngày mai lại trả lời chắc chắn cho ngươi, thế nào?" Hoài Kiếm kinh ngạc không thôi, "Cái này còn cần cân nhắc. Kháo, đây là đưa ngươi đi làm đồ đệ Thiên Tôn a, lại không phải muốn ngươi lên chiến trường, bao nhiêu đế tinh đánh vỡ đầu cũng cầu không được, ngươi lại còn nói phải suy nghĩ một chút?" muốn cân nhắc cũng là thiên tôn cân nhắc a à, nếu không phải hắn cực kỳ thưởng thức lăng hàn cũng có nguyện vọng sau này đánh bại đối thủ này không hy vọng lăng hàn quá yếu nếu không thì hiện tại hắn khẳng định đã xoay người rời đi được rồi hắn đáp ứng nói chờ hoài kiếm đi lăng hàn lập tức gọi ngõ lý hỏi thăm hắn làm sao giấu giếm được tồn tại sinh mệnh lũy thừa vượt qua 15.000 hai mắt ngõ lý sáng tối chập trờn tựa hồ là đang tiến hành thôi diễn tính toán một lát sau hắn nói chương 2607, Thiên Hoang Sơn. Không được, người không cách nào làm được. Lăng Hàn không khỏi thở dài, xem ra hy vọng tiếp xúc thiên tôn là thất bại. Có điều, nếu ta giúp người cải tiến một hồi, người hẳn có thể làm được. Ai ngờ ngõ lý lại tới một cái chuyển ngoặt, Lăng Hàn không khỏi chảy mồ hôi lạnh, lẽ nào ngõ lý cũng bị hắn cảm hóa, biết đùa giỡn. Dạy ta, hắn nói, ngõ lý cũng không có lập tức dạy hắn, mà bảo hắn truyền thụ khi thiên thuật, hắn sẽ cải tiến. Lăng Hàn làm thời gian chảy ra tốc với hắn, nửa ngày sau, Ngõa Lý mở mắt ra. Được rồi, hắn gật đầu, hai mắt bắn ra quang mang, truyền thụ khi thiên thuật đã cải tiến. Đây đối với ta cũng có chút trợ giúp, có thể để cho ta che giấu mình càng tốt mà, vì lẽ đó ta không thu phí của ngươi. Phải, con hàng này một điểm cũng không thay đổi. Lăng Hàn nhìn những công thức cùng mô hình này, có chút đau đầu, nhưng Ngõa Lý cầm công pháp chỉ có thể lấy phương thức như thế biểu hiện ra. Ở trong mắt hắn, thế giới chính là như vậy chính là một mô hình to lớn, mà mô hình lớn này có thể phân giải thành vô số công thức, hết thảy đều có logic có thể theo. Lăng Hàn trước tiên mặc kệ, để mình nhớ những công thức cùng mô hình này, ngay cả các nữ cũng không ngoại lệ. Chủ yếu là nữ hoàng, hổ nữ cùng nhu yêu nữ, các nữ khác bởi vì tu vi quá yếu, tu hành khi thiên thuật cũng không có ý nghĩa quá lớn, giấu không được ai, vẫn là đàng hoàng chờ ở trong hắc tháp đi. Một ngày đi qua, hoài kiếm lần thứ hai tới, Lăng Hàn quả đoán gật đầu. Được, cùng đi, Hoài kiếm không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hắn không phải là cầu lăng hàn A. Làm đệ tử cho thiên tôn, người còn oan ức sao? Bởi vì lăng hàn nói muốn cùng hoài kiếm đi chỗ của hàng hoang thiên tôn, uyên cùng thất xương tự nhiên càng không có tư cách nói không được, chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ đưa lăng hàn rời đi. Nhưng bọn họ phiền muộn chính là, ngay cả nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ cũng chạy theo. Trong các nàng là có hai vị đế tinh, tương lai có thể vì bách chiến học viện kiếm được vinh quang A nhưng bọn họ dám cùng thiên tôn cướp người sao. Mấy người lang hàn xuất phát, hoài kiếm đương nhiên biết đường, dẫn mọi người đi tới. Bọn họ một đường sử dụng truyền tống trận, ngõ lý vẫn hóa thành một ngọc bội treo ở trên áo lang hàn như cũ, hắn cũng dùng tới khi thiên thuật, năng lực ẩn thân lại tăng lên rất nhiều. Gần như 7 năm trôi qua, bọn họ mới đến được địa phương. Đây là một ngọn núi vô cùng hùng vĩ, cao có thể ngưỡng vọng, sương mù vần quanh ở sườn núi, tỏa ra khí tức uy nghiêm vô tận, khiến người ta nhìn đã muốn cúng bái, thật giống như một vị thiên tôn đang ngồi ở đó. Cái này gọi là thiên hoang sơn, cũng là đạo tràng của vị hàng hoang thiên tôn kia. Thiên tôn tính cách khác nhau, có thiên tôn cực kỳ biết điều, thế nhân thậm chí không biết sự tồn tại của hắn cũng không phải là không có, nhưng có thiên tôn cực kỳ kiêu căng, thanh danh hiện ra, kinh sợ thế gian. Vị hàng hoang thiên tôn này không chỉ kiêu căng, hơn nữa còn rất thích thu đồ đệ, môn hạ đệ tử vượt qua 30, nhưng phảng phất như có một ma chú, thiên tôn dậy không ra thiên tôn. Trong lịch sử mỗi một thiên tôn đều dựa vào mình đi ra con đường mạnh nhất, mà bái làm thiên tôn môn hạ, thành tựu tối cao chỉ giới hạn ở thập bát liên tổ vương, chỉ là có khả năng cực kỳ mạnh mẽ, tiếp cận độ cao của chuẩn thiên tôn. Đương nhiên, thiên kiêu đều không chịu thua, tỷ như hoài kiếm, tuy mục tiêu của hắn là thành tựu thiên tôn, nhưng tại sao hắn còn muốn bái môn hạ của hàng hoang thiên tôn? Bởi vì hắn tự tin có thể đánh vỡ ma chú. Kỳ thực mỗi một đế tinh đều có tự tin như vậy, nhưng cuối cùng không có người có thể đánh vỡ ma chú này, chỉ là để ma chú này trở nên càng thêm trầm trọng. Lăng Hàn đương nhiên cũng không tin, nếu không hắn chạy tới làm gì. Chỉ có thể nói rõ một điểm, thiên tôn thực sự là quá khó thành tựu. Bọn họ lên núi, mấy người Lăng Hàn sớm đã tu thành khi thiên thuật cải tiến, dựa theo ngõ lý nói, ngay cả thiên tôn cũng không thể nhìn thấu, tiểu khùng thì nhiều năm như vậy vẫn không lớn chút nào, vẫn là tồn tại cực kỳ đáng yêu có điều sức chiến đấu của nó tăng lên không ít, hiện tại xé nát thất tinh chuẩn tiên kim tựa như thái rau, đối đầu bát tinh chuẩn tiên kim cũng có thể miễn cưỡng vẽ ra dấu vết. Vừa tiến vào khu vực núi, bọn họ liền lạc mất phương hướng, chỉ cảm thấy đâu đâu cũng có xương trắng, đưa tay khó gặp năm ngón, không chỉ mắt, ngay cả thần thức, thính giác cũng bị phong tỏa. Hoài kiếm lấy ra một lệnh bài nho nhỏ, nhưng vừa lấy ra liền xua tan sương mù, chỉ ít trong phạm vi 10 trượng có thể thấy rõ ràng. Đây là tín vật mà hàng hoang đại nhân ban tặng, hắn nhìn bốn người lăng hàn giải thích, hả, bọn họ vừa định cất bước, rồi lại dồn dập ngừng chân, tiểu khủng bị nhu yêu nữ ôm vào trong ngực càng nhe răng, lộ vẻ hung ác. Tại hạ hoài kiếm, nhận mệnh lệnh của hằng hoang đại nhân, chuyên tới bài kiến. Hoài kiếm nhìn phía trước ôm quyền, hóa ra người chính là hoài kiếm, một thanh âm từ phía trước truyền tới, nhưng không thể nhìn thấy người, đối phương cách ở ngoài mười trường. Tuy sư tôn có ý thu ngươi làm đệ tử, nhưng vì sao ngươi còn mang theo một đống người không liên quan lại đây? người kia lại nói mang theo vẻ hùng hổ dọa người hoài kiếm nói người này tên bá chính là người thứ nhất của cao thủ bảng lần này thiên phú võ đạo kinh người ta biết hằng hoang đại nhân thích bồi dưỡng người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi vì lẽ đó cố ý dẫn hắn đến cho hằng hoang đại nhân nhìn một chút số một cao thủ bảng người đối diện kia phát ra vẻ diễu cợt không có truyền nhân thiên tôn như chúng ta tham gia chiến đấu chỉ là tiểu hài nhi vui đùa lại cũng có mặt lấy ra nói hắn dừng một chút lại nói Hoài kiếm, đừng tưởng rằng sư tôn đại nhân vừa ý ngươi, ngươi liền có thể quên tất cả, phải biết, ngươi cũng chỉ là một trong 37 tên đệ tử sư tôn thu. Huống chi, hiện tại ngươi còn không phải, hoài kiếm không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Hàng hoang đại nhân có nguyện ý thu bá làm đệ tử hay không, tự nhiên có đại nhân quyết đoán, cần ngươi đến quyết định sao. Thật to gan, người đối diện kia rốt cục hiện thân, đây là một người trẻ tuổi ác ma tộc, đầu dài bốn sừng, vừa vặn đông tây nam bắc tất cả chiếm một vị trí, chiều cao hơn thước, cực kỳ có ý tứ. chương 2608, Đố Kỵ Thượng Hổ nữ không tự chủ được nhìn hắn, một bên xem một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ác ma tộc kia bị nàng nhìn khó chịu, không khỏi quát lên. Ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi khó coi, hổ nữ bật thốt lên. Đệt, trên mặt ác ma tộc kia nhất thời hiện lên sát ý, tay phải hắn rung lên, trong tay đã có thêm một chiến mâu, dài hai trượng, hắn cầm mâu, không nói hai lời, liền đâm tới hổ nữ. Một mâu này nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, có sát ý cùng uy năng đáng sợ, đủ để giết chết cường giả cửu liên phổ thông. Bởi vì hắn là cửu liên nhất diệp đế tinh, nắm giữ sức chiến đấu của cửu liên nhị diệp đỉnh cao. Hổ nữ vẫn không ra tay, tiểu khủng trước tiên rít lên một tiếng, từ trong lồng ngực của nhu yêu nữ thoát ra, cắn tới chiến mâu. Đây chính là nữ chủ nhân của mình, có người ra tay công kích, nó là chó giữ nhà, đương nhiên phải là cái thứ nhất giết ra, lại nói, vị nữ chủ nhân này luôn nhìn chằm chằm hai chân của nó chảy nước miếng, kỳ thực nó cũng không muốn nhảy ra, nhưng ai bảo nó trung thành chứ. Phần Phật tiểu khủng cắn vào chiến mâu, gắt gao không thả. Ác ma tộc ở đối diện kia không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Hắn là Đế Tinh A, à, Cửu Liên nhất Diệp Đế Tinh, có thể áp chế hắn, ngoại trừ tổ vương ra cũng chỉ có sức chiến đấu cấp bậc Cửu Liên Tam Diệp. Nhưng nhìn thế nào một con tiểu thú vừa sinh ra cũng không thể là nhân vật như vậy a. À. Nhưng mà chiến mâu của hắn rơi vào trong miệng tiểu thú, thật giống như mọc rễ, vẫn không nhúc nhích, mặc hắn lại dùng lực rút cũng vô dụng. T, lực lượng của con tiểu thú này thật đáng sợ. Tiểu khủng phát huy, thẻ thẻ, chiến mâu nhất thời bị nó cắn đứt. Ác ma tộc kia lui về phía sau vài bước, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, phải biết chiến mâu này là thất tinh chuẩn tiên kim A, hầu như theo kịp cường độ phòng ngự của hắn, còn bị tiểu khủng cắn đứt, đây là việc không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Tiểu khủng đắc thế không tha người, lần thứ hai tấn công khởi xướng đánh mạnh về phía ác ma tộc kia ác ma tộc kia vội vã chống đỡ nhưng kiêng kỵ hàm răng của tiểu khủng hắn lại không dám đón đỡ chỉ có thể vừa đánh vừa lui hoài kiếm không khỏi khiếp sợ ác ma tộc kia giống hắn đều là cửu liên nhất diệp tuy hắn là siêu cấp đế tinh đối phương không hẳn là đối thủ của hắn nhưng đối phương ở cửu liên tu luyện thời gian lâu bởi vậy sức chiến đấu của hai người kỳ thực là gần như nói cách khác trao đổi hắn lên sân khấu có lẽ sẽ là kết quả như vậy đây chính là cái chứng chiến thú kia sao dù hoài kiếm từ trước đến giờ tin chắc thực lực của mình cũng không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ cái này vốn là chuẩn bị cho hắn hiện tại thành chiến sủng của lăng hàn cái ý niệm này chỉ lóe lên liền qua hắn lần thứ hai tràn ngập tự tin với mình chỉ cần hắn mài đi đạo thương trong cơ thể sức chiến đấu của hắn sắp xuất hiện tăng vọt tuyệt đối có thể áp chế lăng hàn ta không tin tên ác ma tộc kia gào thét tứ hoang vân ta há có thể thua một tiểu thú mới sinh Tiểu khủng vừa nhìn chính là sinh ra không lâu, ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt cực kỳ có hạt. nếu hắn thua tiểu khủng, vậy thật sẽ trở thành trò cười lớn, sau này không nhấc đầu lên làm người nổi. Hắn điên cuồng công kích, nhưng tiểu khủng chính là chiến thú, thiên địa sinh ra nó chính là vì chiến đấu, căn bản không cần học tập cái gì, chỉ cần bằng bản năng phát huy là được. Tiểu gia hỏa ra dày thịt béo, hầu như đạt đến độ cao của bát tinh chuẩn tiên kim, gần như có thể không nhìn tứ hoang vân công kích, nhưng công kích của nó lại cực kỳ ác liệt. Móng vuốt nhỏ vung lên, phòng ngự của tứ hoang vân như băng tuyết gặp lửa, dồn dập tan rã. Cái này tự nhiên để tứ hoang vân cực kỳ khó chịu, không ngừng né tránh trốn tránh, có vẻ vô cùng chật vật. Lúc này các nàng nữ hoàng mới chân chính biết tiểu khủng lợi hại, mỗi người không khỏi khiếp sợ, ngay cả hổ nữ cũng bĩu môi, mặc dù nàng là thập nhất bí đế tinh, sức chiến đấu có thể so với thăng nguyên tiểu thành, nhưng nói muốn so với thăng nguyên đại thành, vậy kém tuyệt không phải nhỏ tí tẹo. Thăng nguyên chỉ có 3 cấp độ, nhưng mỗi một cấp độ đều có tranh lệch thật lớn, ngay cả đế giả cũng chỉ có thể cung cấp vô địch mà thôi muốn vượt qua cảnh giới quét ngang đối thủ chỉ có đế tinh nhưng hổ nữ không có bước vào thăng nguyên cảnh như vậy nàng chỉ có thể quét ngang thăng nguyên tiểu thành mà thôi nữ muốn nỗ lực tu luyện mau chóng trở thành thăng nguyên cảnh sau đó ăn thịt kẻ tham ăn này lập tức bốc cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực vì ăn thịt nàng có thể chịu khổ tứ hoang vân gầm dữ dội hắn thật không áp chế được tiểu khủng tiểu gia hỏa là máy chiến đấu công cụ giết chóc trời sinh đáng yêu tuyệt không phải sở trường của nó dừng tay hắn quát lên tiếp tục đánh nhau hắn sẽ bại hơn nữa rất thảm lang hàn chỉ cười ha ha không nói tiếng nào căn bản không muốn kêu dừng hoài kiếm cũng hai tay ôm ngực chỉ làm như không nghe thấy đế thinh như bọn họ đều là kiêu ngạo mút trời tứ hoang vân lại dám coi thường bọn họ tự nhiên để trong lòng bọn họ bất mãn không cho hắn chút đau khổ sao được cho đến khi quần áo trên cánh tay đùi của tứ hoang vân đều trở nên từng mảnh từng mảnh lúc này hoài kiếm mới nhìn lăng hàn nói bá huynh gần đủ rồi chứ lăng hàn chưa hết thòm thèm phát ra một ý nghĩ tiểu khủng lập tức đình chỉ công kích sau đó nhảy ngược quay về lại nằm bò ở trong lồng ngực của nhu yêu nữ ngoan như một con chó nhỏ tứ hoang vân thở hổn hển hiện tại hắn thực vô cùng chật vật quần áo nguyên bản hoa lệ hiện tại rách rách dưới dưới không khác ăn mày hắn căm hận nhìn tiểu khủng vài lần lập tức xúc động cảm ứng của tiểu khủng nó trợn mắt nhìn hắn miệng lại nứt ra, lộ ra hai hàng răng nhỏ nhỏ. Tứ Hoang Vân quay đầu, lại nhìn về phía Lăng Hàn. Đây mới là kẻ cầm đầu, ngươi muốn bái môn hạ của Sư Tôn, là dựa vào con thú sủng này sao? Hắn ngạo nhiên nói, người có thể bại, nhưng mặt mũi không thể ném. Lăng Hàn không khỏi cười, làm sao, đố kỵ ta có ngươi không có sao? Tứ Hoang Vân hừ hừ, hắn là người nhất định sẽ trở thành thập bát liên tổ vương, sẽ quan tâm một thú sủng nho nhỏ. Nhưng không thể không thừa nhận con thú sủng này thật đáng sợ, hắn đã là đế tinh, cũng không phải đối thủ của con thú sủng này, tên tiểu tử này là muốn nghịch thiên sao. Cùng ta giao thủ, nếu có thể chặn ta trăm chiêu, ta liền đi thông bẩm sư tôn đại nhân cho các ngươi. Hắn mở ra điều kiện, chương 2609, đố kỵ hạ. Hoài kiếm giận tím mặt, hắn cũng là người kiêu ngạo ngút trời, từ trước đến giờ nói 102, hắn nói dẫn kiến cho lăng hàn, nhưng đối phương mọi cách ngăn cản, thiết lập điều kiện, chuyện này với hắn là một loại nhục nhã. Ra oai phủ đầu sao? Hắn híp mắt lại, đối với việc này, hắn và Lăng Hàn là cùng hội cùng thuyền. Tứ Hoang Vân, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bá chỉ là bát liên thập nhất diệp, ngươi là cửu liên nhất diệp, đánh như thế nào? Hắn quát lên, Tứ Hoang Vân không hề có vẻ xấu hổ, lạnh nhạt nói. Ta không có nói muốn hắn thắng ta, chỉ là chặn một trăm chiêu mà thôi, nếu như ngay cả cái này cũng không làm được, có tư cách gì bái vào môn hạ của sư tôn. Ta đến giao thủ với ngươi, Hoài Kiếm nói ngươi tứ hoang vân cười ha ha ngươi có thể ngăn ta trăm chiêu tự nhiên cũng có thể đi gặp sư tôn nhưng ngươi thay thế không được hắn hắn chỉ vào lăng hàn lăng hàn cười nói ta ghét nhất người khác chỉ tay vào ta vậy thì như thế nào tứ hoang vân ngạo nghễ nói vậy thì đóng cửa thả chó lăng hàn giật động một đạo ý niệm tiểu khủng nhất thời xuất kích, nhào tới tứ hoang vân oanh 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 chỉ cần tiểu ra hỏa đánh nhau liền biên rồi lại xé lại cắn lại gặp hoàn toàn là quyết tâm cắn tứ hoang vân tan xương nát thịt người vô liêm sỉ tứ hoang vân vội vã né tránh hắn là cố ý bắt nạt lăng hàn muốn lấy ưu thế một cảnh giới lớn nhằm vào lăng hàn không nghĩ đến lăng hàn không trúng chiêu mà lấy tiểu khủng xuất chiến nhất thời để hắn cực kỳ bi thương từng mảng từng mảng vải giáp bay lượn đồ vật hộ thể trên người tứ hoang vân càng ngày càng ít nên lộ không nên lộ đều hiện ra hơn nữa trên đùi trên mông của hắn còn bị tiểu khủng cắn vài phát hàm răng rõ ràng máu me đầm đìa, liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm. Kỳ thực hắn cũng là người ý chí cứng cỏi, coi như gãy xương đứt gân, hắn cũng sẽ không nhíu mày, nhưng hiện tại bị một dã thú cắn mông, cảm giác này là hoàn toàn khác nhau a. À. Lại nói, hàm răng của tiểu khủng quá sắc bén, cắn đến sót ruột tận xương. Ha 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 ha, tứ hoang vân sư đệ, tại sao chật vật như vậy? Trong một tiếng cười dài, lại có một người đi ra, lần này là người thiên sứ tộc, tương tự mi tâm mở ra cửu liên, cũng là nhất diệp. Tứ Hoàng Vân mệt mỏi né tránh, căn bản vô lực cãi lại, nhưng sắc mặt đỏ như gan lợn, cực kỳ nổi giận. Người này nhìn về phía Hoài Kiếm nở nụ cười. Hoài Kiếm sư đệ, sư huynh Phong Hải Loan, là đệ tử thứ 32 của sư tôn đại nhân. Bái kiến Phong sư huynh, Hoài Kiếm ôm quyền thi lễ. Phong Hải Loan đầy mặt hâm mộ nhìn tiểu khùng. Đây chính là lễ vật sư tôn đại nhân đưa cho sư đệ sao, để ta cũng đỏ mắt a. À. Hắn nghe nói qua sự tình viễn cổ chiến thú, tuy trong lòng cũng ngứa ngáy, muốn có một con, nhưng hắn dám mở miệng với thiên tôn sao? Hoài kiếm bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách tứ hoang vân mới đầu liền mở miệng làm khó dễ, hóa ra nguyên nhân là ở đây. Đố kỵ, trong lòng hắn cười gần, đường đường đế tinh lại đặt tâm tư ở đố kỵ, vậy còn làm sao leo lên võ đạo đỉnh cao? Chẳng trách thiên tôn dậy không ra thiên tôn, một bộ phận nguyên nhân chính là những đệ tử này đặt tinh lực ở trên tranh giành cương triều. Nếu như có một quyết tâm tất thành thiên tôn, vậy cần lưu ý vật ngoại thân như chiến thú sao? sau khi thành thiên tôn, món đồ gì không chiếm được. Hoài kiếm lắc đầu, cười nói, chiến thú này không phải là của ta, mà là của bá huynh. Hả, Phong Hải Loan kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ không vui. Đồ vật sư tôn đại nhân đưa cho sư đệ, sư đệ lại chuyển giao người khác. Kháo, người thật hào phóng, thứ tốt như vậy ngay cả ta cũng không có, người muốn đưa cũng có thể đưa cho sư huynh đệ nhà mình, đưa cho một người ngoài là có ý gì. Cũng không phải như vậy, Hoài Kiếm cười nói, đây là bá huynh bằng thực lực thắng được, hắn nói sự tình lúc trước, tuy tranh lệch này thực nhỏ đến đáng thương. Ánh mắt của Phong Hải Loan sáng ngời, bá đúng không, chúng ta chiến một hồi, nếu như ngươi thua, liền tặng con chiến thú này cho ta. Đây cũng quá vô liêm sỉ đi, Phong Hải Loan là tu vi gì, cửu liên nhất diệp, hơn nữa còn là đế tinh, mà lăng hàn, bắt liên thập nhất diệp, cho dù đồng dạng là đế tinh, không phải còn kém một cảnh giới lớn sao. Coi như thập nhất diệp cũng miến cưỡng có thể liệt vào cửu liên, nhưng Phong Hải Loan có ưu thế một cảnh giới nhỏ a. À? Đế tinh nào có thể vượt qua một cảnh giới nhỏ chiến thắng một đế tinh khác, đặc biệt là ở tầng thứ cửu liên. Cái này không phải là trắng trợn cướp đoạt sao? Hoài Kiếm sững sờ, người cũng coi như là đế tinh, trắng trợn như thế, không biết xấu hổ như vậy cũng được. Phong sư huynh, vị này là bá, lần này là cố ý dẫn tiên hắn cho Hằng Hoang đại nhân. Sắc mặt hắn trầm xuống, Phong Hải Loan cười nhạt, nếu như chiến thú là ở trong tay Hoài Kiếm vậy hắn khẳng định không dám cướp đoạt, đây là sắp xếp của hàng hoang thiên tôn, ai dám ngỗ nghịch ý chí của một vị thiên tôn. Nhưng Lăng Hàn không giống, coi như hắn thật thành đệ tử của hàng hoang thiên tôn, vậy cũng là chuyện sau này, mà hàng hoang thiên tôn đối với môn hạ đệ tử là thái độ nuôi thả, thực lực ngươi mạnh, ngươi có thể thắng được đồ vật của ngươi. con chiến thú này cũng là Lăng Hàn từ trong tay hoài kiếm đoạt tới, vậy hắn tự nhiên cũng có thể đoạt đi, ngày sau Lăng Hàn có bản lĩnh lại đoạt lại. Đương nhiên, hắn nhất định vẫn sẽ áp chế lăng hàn không cho đối phương cơ hội vượt qua hoài kiếm sư đệ ngươi còn không biết quy tắc của hàng hoang nhất mạch chúng ta ta cũng không trách ngươi nhưng chuyện này ngươi không nên nhúng tay phong hải loan nói ngữ khí có chút nặng đã bày ra cái giá của sư huynh đúng lúc này chỉ nghe phía sau lại có động tĩnh truyền tới rất nhanh nhìn thấy sương mù bị tách ra đi ra ba người tình trung nguyệt huyết qua khư tinh chỉ thấy trong tay bọn họ đều cầm một dây truyền nho nhỏ đang phát ra ánh sáng, xua tan sương mù. Hiển nhiên, bọn họ cũng được hằng hoang thiên tôn coi trọng, cho bọn hắn chìa khóa leo lên thiên hoang sơn. Sao Lăng Hàn không có? Ồ, nhìn thấy Lăng Hàn cùng hoài kiếm, ba người tỉnh Trung Nguyệt cũng hết sức kinh ngạc. Các ngươi là, ánh mắt của phong hải loan đảo qua, ba người này đều cầm tín vật của hằng hoang thiên tôn, nói rõ hắn lại nhiều thêm ba sư đệ sư muội cũng ý nghĩa cạnh tranh lại tăng lên. Trường 2610, đánh nổ, tại hạ huyết qua, tại Hạ Khư Tinh, tại Hạ Tỉnh Trung Nguyệt, ba người tỉnh Trung Nguyệt đều báo tên của mình, nhưng mỗi một người đều biểu hiện ngạo nhiên, không hề có vẻ kính sợ. Đây là kiêu ngạo thuộc về siêu cấp đế tinh, Phong Hải Loan hơi nhướng mày, nhưng rất nhanh bỏ việc này qua một bên, hắn chăm chú ở trên người Lăng Hàn. Không dám giao chiến với ta, liền lăn xuống núi đi. Không có tín vật của hàng hoang thiên tôn, hắn hoàn toàn không cần cho Lăng Hàn sắc mặt tốt. Hoài kiếm hơi nhướng mày, thầm nghĩ mình có khả năng lòng tốt thành chuyện xấu ba người tỉnh trung nguyệt đều được hằng hoang thiên tôn để ý vậy không thể nào lăng hàn càng mạnh hơn không có đó chỉ có thể nói một điểm hằng hoang thiên tôn đã biết hắn mang theo lăng hàn đến vì lẽ đó cũng lười hiện thân tặng cho tín vật nhưng việc đã đến nước này hiện tại hắn hối hận cũng không kịp ba người tỉnh trung nguyệt cũng không nghĩ tới vừa đến đã thấy lăng hàn cùng đệ tử của hằng hoang thiên tôn đối kháng không khỏi cảm thấy hứng thú nhưng bất luận bọn họ đánh giá cao lăng hàn làm sao cũng không cho rằng hắn có khả năng là đối thủ của phong hải loan hết cách rồi, tranh lệch cảnh giới đặt ở đó. Lăng Hàn cười ha ha, biểu cảm trên mặt trở nên uy nghiêm đáng sợ. Nếu ngươi tìm đánh, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Ha 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 ha, thực sự là nói khoác không biết ngược. Phong Hải loan giận dữ mà cười, chỉ là bát liên thập nhất diệp lại dám nói muốn đánh mình, đây là dũng khí từ đâu tới. Lăng Hàn đưa tay phải ra, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay. Muốn ăn đòn, phóng ngựa lại đây. Phong Hải Loan rít gào một tiếng, như một hồng hoang quái thú xuất thế, khiếp sợ ngàn tỷ dặm. Hắn hung hãn ra tay, đấm ra một quyền, giữa bầu trời nhất thời có ngàn tỷ lưu tinh đập xuống, muốn đánh giết Lăng Hàn. Ngược lại không phải đồng môn, giết thì đã có sao? Đệ tử Thiên Tôn giết người còn cần lý do sao? Ánh mắt của Lăng Hàn lạnh lùng, hai chân hơi chùn, sau đó đột nhiên công kích, trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ đáng sợ. Oanh oanh oanh, từng đạo từng đạo lưu tinh hạ xuống, lại bị hắn vung quyền đánh nổ. Đám người hoài kiếm huyết qua đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. bọn họ biết lang hàn rất mạnh nhưng mạnh hơn cũng có cực hạn. dù sao chỉ là bát liên thập nhất diệp, sức chiến đấu cùng lắm là cửu liên nhất diệp đỉnh cao. nhưng sức chiến đấu của phong hải loan tuyệt đối vượt qua cửu liên nhị diệp. đây là hồng câu không cách nào vượt qua a. À. lang hàn cũng không để ý bọn họ nghĩ như thế nào, song quyền huy động liên tục, lưu tinh đập xuống đều bị hắn đánh nổ. hắn đã giết tới trước mặt phong hải loan một quyền đánh thẳng mặt của đối phương. phong hải loan cũng vừa khiếp sợ lại không rõ thậm chí có cố hàn ý xông lên đầu, lực lượng to lớn như vậy ngay cả đế tinh như hắn cũng khó mà tin nổi. Nhưng hắn tự nhiên không thể ngốc đến đi chịu đựng cú đấm này của Lăng Hàn, vội vã hét lớn một tiếng, tay phải hóa thành chảo hình, mổ về phía Lăng Hàn. Ầm, um, tay của hai người đụng vào nhau, nhất thời gợi ra năng lượng bão táp đáng sợ, cuốn đánh về phía bầu trời, hóa thành nộ long. Con mắt của mấy người tỉnh trung nguyệt không khỏi trợn lên, bởi vì Lăng Hàn ở trên đòn đánh này thật không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn hơi có chút chiếm thượng phong không có lực lượng quy tắc đây là man lực thuần túy nhưng làm sao có khả năng không có quy tắc lực lượng to lớn hơn nữa cũng trống rỗng không tạo thành phá hoại gì hoài kiếm ngưng thần suy nghĩ một lúc mới nói không hắn vẫn dùng đến quy tắc nhưng là một loại quy tắc chúng ta không thể nào hiểu được có quy tắc như vậy sao ba người tỉnh trung nguyệt hai mặt nhìn nhau nhưng nếu không phải như vậy bọn họ thực không thể nào tiếp thu được man lực thuần túy lại có thể đối kháng cử liên nhất diệp đế tinh phải biết coi như là tổ vương tước đi lực lượng quy tắc vậy sức chiến đấu cũng chính là lục liên mà thôi ở trong khiếp sợ bọn hắn lăng hàn đã vung nộ quyền đập phong hải loan liên tục hắn trêu ai chọc ai đầu tiên là tứ hoang vân lại thêm phong hải loan coi hắn là quả hồng mềm sao vậy hắn liền bạo phát một hồi bốn người hoài kiếm đều muốn điên rồi phong hải loan lại rơi vào hạ phong hơn nữa còn là hạ phong tuyệt đối bị lăng hàn đè đánh chiến lực như vậy gần như là cửu liên nhị diệp đỉnh cao a hoài kiếm nuốt ngụm nước miếng hắn là cửu liên nhất diệp đế tinh hơn nữa còn là siêu cấp đế tinh cho dù vừa bước vào tầng thứ này hắn cũng chỉ nắm giữ sức chiến đấu của cửu liên nhị diệp sơ kỳ nhưng cái này cũng là cực hạn của hắn muốn bạo phát sức chiến đấu càng mạnh hơn vậy cũng chỉ có phóng đại chiêu lăng hàn thì sao coi như vẫn phóng đại chiêu cũng không nên hùng hổ như thế a hắn lại còn nói không muốn lấy cảnh giới áp chế lăng hàn nhưng hiện tại nhìn lại một chút hai người thật muốn đánh nhau hắn có thể chặn lăng hàn trăm chiêu sao oanh 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 lăng hàn bạo phát hắn đến trước người phong hải loan mỗi đấm ra một quyền đều giống như vô số viên đại tinh liên hoàn va kích nổ đến phong hải loan không ngừng thổ huyết thẻ hắn một quyền nện ở trên mặt phong hải loan miến cưỡng đập nát nửa bên mặt xương hóa thành mảnh vụn máu thịt be bét nào còn có một tia phong thái đẹp trai của thiên sứ tộc lăng hàn bổ thêm một cước oanh chỉ nghe trong cơ thể phong hải loan truyền đến tiếng vang trầm kia là tâm can tỷ phổi của hắn bị chấn bạo, phong hải loan kêu thảm thiết, tinh khí thần đều xuống thấp. hắn đã sớm tu ra thân thể bí cảnh, nhưng hiện tại bị lang hàn đánh nổ, tự nhiên để hắn bị thương nghiêm trọng. quỷ gào cái gì, người không phải miệng rất cứng sao? lang hàn vứt hắn trên mặt đất, sau đó dùng lực đạp xuống, chỉ nghe thẻ thẻ, phong hải loan phát ra tiếng kêu thê thảm, chân trái đã bị dẫm đoạn, xương gãy sông ra, hồng hồng bạch bạch, cảm giác bị người bắt nạt thế nào? Lăng Hàn lại dẫm xuống một cước, đùi phải của Phong Hải Loan cũng bị dẫm đoạn, nơi đầu gối trực tiếp sụp xuống, chỉ có một ít thịt nát nối liền cùng nhau. Thoải mái không, Lăng Hàn cười gần, chân dơ lên cao cao, lần này nhắm vào giữa háng của Phong Hải Loan. Phong Hải Loan gấp muốn điên rồi, bị loại cường giả như Lăng Hàn thương tổn, vậy sẽ hạ xuống di chứng cực kỳ nghiêm trọng, tỉ như xương gãy, nếu không có thiên tôn hoặc tổ vương ra tay, hắn ít nhất phải mấy ngàn năm mới có thể tu dưỡng tốt. Chương 2611, nhân tộc. Mà nếu hạ bộ bị dẫm bảo, vậy mấy ngàn năm không thể dùng tiểu huynh đệ là việc nhỏ, then chốt là sinh lý, trong lòng nhục nhã, sẽ làm hắn cả đời sống ở trong bóng tối. Một bên khác, Tứ Hoàng Vân cũng bị tiểu khủng đánh ngục, tàn nhẫn cắn vào cái mông, đau đến hắn bò ở trên mặt đất, không ngừng giao đá hai chân, bộ dáng sống không bằng chết. Một người một thú, một chủ một phó này đều quá mạnh. Ha ha, không hổ là thứ nhất cao thủ bảng của thiên viện đại chiến, lợi hại. Tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy một thiếu nữ ác ma tộc xuất hiện, ngũ quan kỳ thực rất tinh mỹ, nhưng phối hợp tướng mạo của ác ma tộc là làm sao cũng sẽ không phù hợp thẩm mỹ quan của đám người Lăng Hàn. Có điều, ánh mắt của Khư Tinh lập tức sáng lên, hắn là ác ma tộc hàng thật đúng giá a. À. Lăng Hàn chân đạp phong hải loan, ánh mắt nhìn thiếu nữ ác ma tộc kia, ánh mắt không khỏi hơi căng thẳng. Đây là một cường giả cửu liên nhị diệp, tử xương, thiếu nữ ác ma tộc này chỉ chỉ mình, nàng nắm giữ một bộ thân thể cực kỳ gợi cảm, tuy còn lắc lắc cái đuôi nhưng có một phen phong tình đặc biệt. Bá sư đệ, người sẽ không thật muốn ở chỗ này giết sư đệ của ta chứ? Nàng che miệng cười khẽ, tựa hồ không có dự định cứu giúp Phong Hải Loan cùng Tứ Hoang Vân chút nào. Phong Hải Loan cùng Tứ Hoang Vân rõ ràng trong lòng, những đồng môn bọn họ trong lúc đó cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, đặc biệt là cùng một cảnh giới, bởi vì tài nguyên tu luyện tương đồng, vậy nhất định phải tranh chấp một mất một còn. Cái này cũng là hàng hoang thiên tôn cố ý gây ra, lại như nuôi trùng độc, chỉ có người mạnh nhất mới có thể bộc lộ tài năng. Lang Hàn cười nhạt nói, người này có tâm giết ta, tại sao ta không thể giết hắn? Đây là sư đệ ta, nếu như ngươi giết hắn, vậy ta cũng chỉ đành giết ngươi. Tử Sương thở dài, tựa hồ có vẻ cực kỳ đáng tiếc. người này rất có ý tứ, nàng không nói phải cứu Phong Hải Loan, mà chỉ nói báo thù, quả thực chính là đang nói người sư đệ này nàng căn bản không để ý, chỉ là vướng bởi hàng hoang nhất mạch, nàng làm sao cũng phải diệt trừ hung thủ. Hơn nữa, coi như ta không phải đối thủ của ngươi, nơi này còn có bảy vị sư huynh cùng hai vị sư tỷ, trong đó bảy người là cửu liên tam diệp, hai vị đã thành tổ vương. Bá sư đệ, ngươi còn muốn giết người sao? Nàng dùng hai mắt sâu sắc nhìn lăng hàn, tràn đầy quyến rũ. Ở ác ma tộc nàng xem ra, lăng hàn cực kỳ anh tuấn. Lăng hàn biểu hiện lạnh lùng, tuy thể thuật của hắn vượt qua cảnh giới. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể ngang hàng cửu liên tam diệp sơ kỳ, thêm một phần cũng là nghĩ xa. Đừng nói tổ vương, ngay cả cửu liên tam diệp đế tinh cũng có thể để hắn uống một bình. Nhưng hắn không quen bị uy hiếp người, dưới chân hơi dùng sức, phong hải loan liều mạng múa tứ chi, cổ họng của hắn bị lăng hàn đạp, truyền đến áp lực đáng sợ, để hắn cảm giác tử vong thực sự là gần trong gang tắc. Bá sư đệ, tử xương lại đổi một bộ mặt khác, ý cười dịu dàng. Sau này mọi người chính là người một nhà, người một nhà đương nhiên phải hòa hòa khí khí, người nói đúng hay không. Trên mặt của lăng hàn chậm rãi tràn ra nụ cười nói sư tỷ nói đúng lắm, hắn chậm rãi thu chân về, lại kêu nhỏ một tiếng, tiểu khủng lập tức buông miệng ra, nhảy một cái, lẻn đến bên chân của hắn, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Tử xương lộ ra vẻ kiên rè, lăng hàn không chỉ thực lực mạnh đến nghịch thiên, hơn nữa có được giãn được, không có loại ngạo mạn của đế tinh phổ thông. Người như vậy nếu là địch, sẽ cực kỳ phiền phức. Đây là cách làm sáng suốt, nàng xinh đẹp cười nói, môn hạ hàng hoang thiên tôn, đệ tử cấp bậc cửu liên tổng cộng có 19 tên, đều là quan hệ cạnh tranh, nhưng nếu một mình phấn khởi chiến đấu, rất dễ dàng bị liên hợp nhầm vào. Vì lẽ đó, nàng cũng muốn tìm Minh Hữu, như vậy Lang Hàn là ác ma tộc, thực lực lại mạnh, tự nhiên là một thí sinh rất tốt. Lang Hàn cũng cười, cảm ơn sư tỷ khích lệ, đều theo ta lên núi đi. Tử xương nhìn cũng không nhìn Phong Hải Loan cùng Tứ Hoang Vân một chút, chỉ cần không chết, nàng mới không thèm để ý. Nàng dẫn đường, hai cái mông nhỏ vặn vẹo ra phong tình cảm động, cho dù là thiên sứ tộc, thánh thú trùng tộc cũng không thể không thừa nhận, vóc người của nữ nhân này thực sự là nóng bỏng. Khư tinh thì càng không cần phải nói, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi. Cũng khó trách hắn động tâm, có thể xứng với đế tinh như hắn cũng không nhiều, muốn tìm mỹ nữ ác ma tộc đương nhiên càng thêm khó khăn. Phong Hải Loan cùng Tứ Hoang Vân không người để ý tới, qua một lúc sau, bọn họ mới miễn cưỡng bỏ dậy, một cái cả người bị cắn thương, một cái khác thì đứt đoạn mất hai chân, bụng dưới lủng, còn thiếu nửa bên đầu. Thù này không báo, thề không làm người nhất định phải để người này tan xương nát thịt. Hai người đều cắn răng nói, liếc nhìn nhau, sau đó dồn dập lộ ra vẻ cười gần. Lại nói đám người lăng hàn theo tử xương lên núi, đi rất lâu, xương mù rốt cục rút lui, mọi người cũng thu tín phù lại. Nhưng tử xương không cần, hàng hoang nhất mạch đều tu luyện công pháp đặc thù, có thể không bị xương mù này ảnh hưởng, bằng không coi như là thập bát liên tổ vương đến cũng sẽ đầu óc choáng váng. Bởi vì đây là thủ đoạn của thiên tôn, đến, uống chút trà trước, sư tôn đại nhân vẫn khổ tu, chỉ lưu lại một tia ý nghĩ thần du ngoại vật, qua mấy liền có thể trở về. Tử xương cười nói, đây là một phòng khách, không tính vàng son lộng lẫy, nhưng tự có một luồng đại khí. Trong phòng khách, hết thảy ra cụ đều là đá xây thành, vừa nhìn chính là niên đại kinh người, tỏa ra cảm giác thương tang cổ điển. Sân trà, tử xương khẽ nói một tiếng, chỉ chốc lát, liền thấy một người hầu bưng khay trà lại. Đám người lăng hàn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại không phải người hầu này tướng mạo kinh người làm sao, hay tu vi cao đến quá đáng, mà người này lại là một nhân tộc. Nhân tộc, ở địa bàn dị vực, lại xuất hiện một tên nhân tộc. Đây là một nam tử, nhìn qua hơn 30 tuổi, bộ dáng nô tài trung tâm. Tâm của Lăng Hàn không khỏi căng thẳng, hắn vạn lần không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy một tên nhân tộc, hơn nữa nhìn dáng dấp của đối phương, tựa hồ đã sớm quên cừu hận với dị vực, cực kỳ nô tính. Ô, nơi này tại sao có thể có cặn bá của vị diện cấp thấp, Khư Tinh là người thứ nhất hỏi, chương 2612, hung tàn, thứ nhất hắn hiếu kỳ, thứ hai là cố ý bắt chuyện với Tử Sương. Này ngược lại hỏi ra không rõ trong lòng mọi người, đều nhìn về phía Tử Sương. Há, năm đó sư tôn đại nhân vào tiên vực, chém giết vô số cường giả, đồng thời cũng tù binh một chút trở về, những cái này chính là hậu duệ của những cường giả nhân tộc kia. Tử Sương từ tốn nói, hiển nhiên nàng đã sớm không kỳ quái. Tại sao phải nuôi những cặn bã này? Huyết qua hỏi, còn há miệng ra, lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn khát máu. Những cặn bã kia chỉ xứng bị hắn ăn thịt, tử xương cười nói, sư tôn là muốn nghiên cứu những nhân tộc này, nói không chắc có thể để cho chúng ta không sợ thiên địa của vị diện kia áp chế. Cái gì, hàng hoang đại nhân lại có khả năng kinh thiên vĩ địa như vậy? Tất cả mọi người khiếp sợ, ngoại trừ bốn người lăng hàn, chẳng ai không lộ ra vẻ phấn chấn. Dị vực mạnh hơn tiên vực, nhưng chậm chạp không thể hạ tiên vực, một là quy tắc của hai giới không thông, bọn họ không cách nào đánh lâu thứ hai là bọn họ tiến vào tiên vực sẽ bị lực lượng thiên địa của tiên vực áp chế nếu có thể giải quyết vấn đề phía sau như vậy cường giả dị vực liền có thể tiến quân thần tốc lấy ưu thế số lượng cùng chất lượng tuyệt diệt tuyệt đại bộ phận sinh linh của tiên vực như thế thiên địa của tiên vực sẽ bị trọng thương thiên địa dị vực liền có thể dễ như ăn cháo cắn nuốt tiên vực vị diện đây chính là chiến tranh vị diện muốn tiêu diệt một vị diện vậy cần tuyệt diệt sinh linh trên vị diện này nếu không thì mấy chục hơn trăm thiên tôn liên thủ cũng không thể ngang hàng thiên địa. Không biết vị diện cao đẳng có thiên tôn càng mạnh hơn, có thể chân chính chiến thắng thiên địa hay không? Trong lòng lăng hàn căng thẳng, dị vực vì xâm lấn tiên vực thực sự là chăm chỉ không ngừng, nếu như thật để cho hàng hoang thiên tôn thành công, đối với tiên vực mà nói tuyệt đối là một tin tức không tốt đến không thể lại không tốt hơn. Cũng còn tốt, hiện tại đường nối hai giới bị ngăn cản, năng lượng cuồng bạo như biển, ngay cả thập bát liên tổ vương cũng không thể qua, thiên tôn vượt qua cũng bị trọng thương, lại bị thiên địa nhầm vào, phỏng chừng sẽ bị chém giết. Vì lẽ đó, có ít nhất mấy tỷ năm tiên vực là an toàn. Ha ha, vị diện siêu cấp thấp kia cho rằng có cơn bão năng lượng làm bình phong, chúng ta phải chờ mấy tỷ năm sao. Khư tinh cười gần, sớm có mấy vị thiên tôn nhầm vào ra tay, nhiều nhất một tỷ năm, chúng ta nhất định càn quét cơn bão năng lượng, lần thứ hai mở ra chiến tranh. Tử xương sư tỷ, hàng hoang đại nhân còn bao lâu nữa sẽ thành công? Tình Trung Nguyệt hỏi, cái này ta cũng không biết. Từ xương lắc đầu, có điều từ sư Tôn đại nhân tình cờ toát ra, phỏng trừng chỉ là sự tình trong vài tỷ năm. Tất cả mọi người hưng phấn, đối lập chiến tranh vị diện lấy kỷ nguyên tính toán, vài tỷ năm thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trong lòng Lăng Hàn căng thẳng, hắn quá lạc quan, không nghĩ tới Thiên Tôn dị vực đối với việc xâm lấn tích cực như vậy. Cũng đúng, bọn họ đồng dạng bị huyền nghịch vị diện công kích, không nhanh chóng hạ tiên vực, vậy chính bọn hắn liền xong đời. Thiên Tôn của tiên vực vị diện cũng cùng chúng ta trong ứng ngoài hợp gia tốc tiêu trừ cơn bão năng lượng. Tử Sương lại nói, cái này là một tin tức lớn cực kỳ khiếp sợ, Lăng Hàn cũng không nhịn được cau mày lại, có một loại kích động muốn mắng người. Tiên vực thiên tôn không chống cự thì thôi, lại còn trợ giúp dị vực đào góc tường của tiên vực, đây là ý gì? Sắc mặt của ba nữ hổ nữ cũng kinh biến, nhưng mấy người hoài kiếm lại không hề dị dạng, tựa hồ tin tức như thế đối với bọn họ mà nói cực kỳ bình thường. Xem ra, tiên vực thiên tôn phản bội ở dị vực căn bản không phải bí mật gì, bằng không nghe được tin tức như thế, tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ nha một hồi, lộ ra kinh sợ. Hiện tại đám người Hoài Kiếm biểu hiện hiển nhiên không bình thường, hơn nữa còn quá không bình thường. Xin mời quý khách dùng trà. Tên tôi tớ nhân tộc kia đưa lên trà thơm, thần thái cung kính. Trong lòng Lăng Hàn thở dài, người này hẳn từ khi sinh ra liền bị truyền vào tư tưởng làm nô lệ, đừng nói hiện tại chỉ là bưng trà, dù để hắn ra chiến trường giết đồng bào tiên vực, tin tưởng hắn cũng không chút do so dự mà đi chấp hành. Tử xương sư tỷ, tôi tới như vậy, nơi này có nhiều hay không? Huyết qua đột nhiên hỏi. Rất nhiều, tử xương gật đầu, vậy ta liền không khách khí. Huyết qua nói, đột nhiên hóa thành nguyên hình, xèo. Thành một đạo huyết tuyến, xông vào trong óc của tên nhân tộc kia. Nhân tộc kia căn bản ngay cả rên một tiếng cũng không có, hai chân mềm nhún, ầm ầm ngã trồng vó. Cảnh giới, thực lực chênh lệch quá to lớn, xèo, huyết qua lại lóe lên, từ trong chán của tên nhân tộc kia nhảy ra, một lần nữa hóa thành hình người. Hắn chép chép miệng nói, tuy vị diện tiên vực lạc hậu, nhưng xúc tích ra sinh linh mùi vị cũng không tệ lắm. Hơn nữa, ăn linh hồn cùng tủy não của bọn họ, còn có thể thu được một tia quy tắc của thế giới kia, nếu như số lượng đủ, chất lượng đủ tốt thì có cơ hội tu ra quy tắc của thế giới kia. Hắn giết người tốc độ quá nhanh, ngay cả Lăng Hàn cũng chưa kịp ngăn cản, thực không nghĩ tới huyết qua sẽ phát điên như vậy. Ở người dị vực xem ra, sinh linh của tiên vực cùng đồ ăn khác nhau ở chỗ nào? ha ha, ta đối với nuốt loại sinh linh dơ bẩn kia không hề hứng thú, vẫn là chờ hàng hoang đại nhân sáng tạo bí pháp ra, tu tập lại tiến vào tiên vực. Tình Trung Nguyệt nói, đến thời điểm đó, chúng ta cũng có thể đạt đến tổ vương. Ta thì không ngại, Khư Tinh nói, lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, huyết qua vừa định nói chuyện, oanh, trên mặt bị đánh một quyền, vừa vặn đánh vào miệng, phốc, nhất thời phun ra một ngụm máu, răng rơi quá nửa. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, há to miệng, trong mắt tất cả đều là nghi vấn cùng phẫn nộ tại sao đánh ta tại sao ta chọc giận ngươi sao lăng hàn thu hồi nắm đấm lạnh nhạt nói đột nhiên nhìn ngươi cảm thấy chán ghét vì lẽ đó đánh ngươi một quyền làm sao ngươi không phục thao đương nhiên không phục huyết qua suýt chút nữa thét ra rồi lại cưỡng ép đè xuống không phục thì thế nào liều mạng thì thế nào đánh thắng được lăng hàn sao lăng hàn xác thực ngang ngược không biết lý lẽ nhưng thế giới này chỉ xem thực lực nắm đấm lớn chính là đạo lý. Ta nhớ rồi, hắn cắn răng nói, sau đó cắn chặt hàm răng, phát ra âm thanh thẻ thẻ thẻ. Trường 2613, trước không, Lăng Hàn không để ý, bởi vì sau khi tiến vào dị vực thì không nhìn thấy người tiên vực, vì lẽ đó hắn cũng không nhìn thấy cảnh tượng người dị vực tàn hại người tiên vực, làm cho hắn tạm thời quên đi sinh linh dị vực tàn bạo. Nhưng trên thực tế, chuyện này đã cắm dễ vào trong huyết thống của bọn họ, cừu hận, xem thường, cho rằng người tiên vực chỉ là đồ ăn, món đồ chơi của bọn họ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Vào lúc này, Lăng Hàn muốn giết huyết qua thành cặn bã, chỉ là hành động như vậy quá lỗ máng. Hắn không thể chỉ nhìn tiểu cục, mà bỏ qua đại cục. Giết một huyết qua không thể giải quyết vấn đề của tiên vực, chết mất cái này, dị vực còn có một ngàn cái, mười ngàn cái huyết qua, thậm chí so với huyết qua còn tàn nhẫn gấp mười lần, gấp trăm lần. Chờ hắn thành tiểu thiên tôn, liền khuấy dị vực long trời lở đất. Mấy người hoài kiếm cũng không rõ, cú đấm này của Lăng Hàn đánh cho không hiểu ra sao, ngay cả tử xương cũng kinh ngạc, tuy hàng hoang nhất mạch nội đấu cực kỳ kịch liệt, nhưng vô duyên vô cớ ra tay như vậy cũng quá quỷ dị. Uống trà, tử xương cười nói, nhẹ nhàng bỏ qua chuyện huyết qua bị đánh. Thứ nhất hàng hoang nhất mạch đều là như vậy, chỉ cần ân oán cung cấp, vậy tự mình giải quyết, không cho phép cường giả nhúng tay. Thứ hai, nàng càng thêm thiên hướng Lăng Hàn, đây là một người nàng cực kỳ coi trọng. Huyết qua chỉ có mặt tối sầm lại, chút giận lên chén trà, từng ngụm từng ngụm mà uống, một hồi liền uống sạch, sau đó nói: "Người đâu, còn không dâng trà cho ta?" Tử Xương vỗ tay một cái, lập tức liền có một nhân tộc đi tới, cung kính nói: "Tử Xương tiểu thư, có dặn dò gì?" Tuy thi thể đồng bào kia ngay ở trước mặt, nhưng hắn chỉ như không thấy. Trong lòng Lăng Hàn thở dài, những người này đã sớm mất cảm giác. "Dâng trà." Tử Xương nói, thuận tiện lấy thi thể đi. "Vâng, Tử Xương tiểu thư." Tên nhân tộc kia cung kính gật đầu. Trước tiên lấy thi thể đi, một lát sau, hắn liền bưng trà tới. Huyết Qua đưa tay, vừa nâng chung trà lên muốn uống, oanh, trên mặt hắn lại trúng một quyền, nhất thời dội nước trà lên mặt, để hắn giận dữ, nhìn Lăng Hàn quát lên. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Nhìn ngươi không hợp mắt, lý do này đầy đủ chưa? Lăng Hàn nhìn sang, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, Huyết Qua rất muốn rút quyền chiến đấu, nhưng tưởng tượng đến sức chiến đấu khủng bố của Lăng Hàn, không khỏi ép hỏa khí xuống, bắt đầu khó chịu uống trà. Tử xương kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Hàn có được giãn được, lòng giả phải thâm hậu, làm việc rất có suy tính, làm sao không hiểu ra sao lại nhầm vào huyết qua. Trong lòng nàng không khỏi do dự, quyết định tạm thời không muốn kết thành đồng minh với Lăng Hàn, vạn nhất thứ này thích gây sự, vậy nàng chính là dẫn lửa thiêu thân, thực là không khôn ngoan. Nghĩ tới đây, nàng cũng không còn tâm tư chiêu đãi mọi người, liền để tôi tớ dẫn bọn họ đi phòng khách nghỉ ngơi, chờ đợi hàng hoang thiên tôn triệu kiến lăng hàn ở trong núi tùy ý du đáng, chỉ cần không đi xuống dưới núi hoặc phi hành cách núi quá xa bốn phía sẽ không có sương mù lượn lờ ở đây hắn phát hiện rất nhiều nô lệ nhân tộc thực lực thấp nhất ngay cả phá hư cảnh cũng không tới thực lực mạnh nhất đạt đến cửu liên bọn họ tu luyện đều là công pháp dị vực nơi này không cảm ứng được lực lượng thiên địa của tiên vực tự nhiên cũng không có cách nào tu luyện quy tắc chỉ có thể sửa tu hệ thống võ đạo của dị vực lăng hàn tùy ý gọi một người tới dự định hỏi vài câu cầu thất bái kiến thiếu chủ. Tên nhân tộc này là nam tử trung niên chừng 30 tuổi, mở ngũ liên, vóc người trung đẳng, một đường chạy chậm đi tới trước mặt Lăng Hàn, có vẻ cực kỳ nịnh nọt. Cầu thất, ánh mắt của Lăng Hàn nhảy một cái, ngay cả tên cũng hèn hạ như vậy, có thể thấy được người ở chỗ này địa vị đáng thương cỡ nào. Người không có cái tên khác sao? Lăng Hàn hỏi, cầu thất lộ ra vẻ mờ mịt, cái tên khác gì, tên còn cần hai cái sao? Mặc dù có chút không rõ, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Không có, Người giống như ngươi, nơi này tổng cộng có bao nhiêu? Lăng Hàn hỏi, hơn một vạn, cầu thất hồi đáp, sau đó lập tức lại kiêu ngạo nói. Ta là thông qua tầng tầng thử thách, mới có thể trở thành nô lệ hạng nhất, vì lẽ đó thiếu chủ có thể tin tưởng ta, phục vụ của ta nhất định sẽ làm cho thiếu chủ thỏa mãn. Trong lòng Lăng Hàn không khỏi bay lên bi ai, làm nô lệ lại còn làm ra cảm giác yêu Việt, hiển nhiên là đời đời kiếp kiếp bị tẩy não. Người biết tổ tiên của mình đến từ nơi nào không? Lăng Hàn hỏi, biết, một địa phương tràn ngập tội ác người người đều tội đáng muôn chết tổ tiên của chúng ta được hàng hoang đại nhân mang đến nơi này vì lẽ đó chúng ta phải đời đời kiếp kiếp làm nô đến chuộc tội cầu thất cực kỳ kinh hoàng nói lang hàn lắc đầu không có tâm tình tiếp tục hỏi phất tay một cái cho đối phương rời đi cầu thất có chút kinh hoàng cũng có chút mờ mịt lang hàn gọi hắn lại đây hỏi vấn đề quái lạ như thế có phải là đối với hắn có cái gì bất mãn không nhân sinh của hắn chính là vì phục vụ người dị vực nếu như bị tước đoạt sứ mệnh thần thánh như vậy, cuộc đời của hắn liền mất đi ý nghĩa. Lăng Hàn lại đi một lúc, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tượng đá, đây là một trùng tộc, hình như con rán, ở đây cũng không biết bao lâu, trên người che kín bụi trần. Hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác của quái, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào. Đây là một sinh linh, sinh mệnh lũy thừa cao tới 10.000 điểm âm thanh của ngõ lý đột nhiên vang lên ở trong thức hải của lăng hàn thần thức truyền âm phổ thông có khả năng bị cường giả nghe trộm nhưng ngõ lý truyền âm tuyệt đối không thể dựa theo hắn nói là dùng một loại lực lượng vượt qua quy tắc nào đó tiến hành mã hóa không thể bị bất luận người nào lấy ra lăng hàn cuối cùng biết chỗ không ổn ở nơi nào hóa ra pho tượng trùng tộc này là vật còn sống hơn nữa còn là thập ngũ liên tổ vương hắn dừng lại nhìn tượng đá thi lễ một cái nói bái kiến tiền bối pho tượng này rung động một hồi hai mắt chậm rãi mở ra, nhất thời, khí tức đáng sợ lưu chuyển, áp lực nặng nề như núi, thật giống như ngay cả tiên kim cũng không thể chịu đựng. Chương 2614, 16.000 điểm thượng. Người trẻ tuổi, nhãn lực không tệ, pho tượng phát ra âm thanh, tràn ngập cảm giác kim loại, thân hình hắn khẽ run, bụi chân không ngừng hạ xuống, hiện ra chân thân, chỉ thấy toàn thân vàng óng ánh, lại không có cảm giác buồn nôn giống như trùng tộc. Chỉ là bát liên thập nhất diệp mà thôi, lại có thể nhìn ra chân thân của ta, sách hắn có vẻ rất tò mò ngươi đến tột cùng là làm sao thấy được tự nhiên là phong thái của tiền bối quá mức động nhân làm sao cũng không che lấp được lăng hàn thuận miệng nói tự nhiên không thể để lộ ngõ lý ra con trùng tộc này cười ha ha cũng không có ép hỏi lăng hàn mỗi người đều có bí mật của mình hắn tự nhiên xem thường đi áp bức một tiểu nhân vật bát liên nho nhỏ ta chính là chức không đệ tử thứ tám của sư tôn xấu hổ chính là theo sư tôn mấy kỷ nguyên nhưng vẫn không thể nào trở thành tồn tại thập bát liên hắn lắc lắc đầu có vẻ rất thất vọng nơi đây chính là nơi sư tôn đại nhân bế quan ta tu luyện ở chỗ này mượn dùng một tia khí thức thiên tôn của sư tôn đại nhân có thể đột phá đến thập lục liên lăng hàn kinh ngạc lẽ nào hằng hoang thiên tôn thu đệ tử không hoàn toàn là đế tinh sao là đế tinh vậy chỉ cần trên đường tu luyện không ra sự cố gì tương lai tất thành thập bát liên tổ vương Trước không cười to tuy trong đệ tử của sư tôn không thiếu đế tinh nhưng cũng không phải mỗi người đều như vậy từ nhỏ sư tôn từng thử nghiệm, muốn cho người tư chất phổ thông nhất tăng lên tới độ cao của thập bát liên tổ vương, ta may mắn được sư tôn đại nhân thu làm đệ tử, nguyên bản trở thành cửu liên cũng khó khăn, nhưng được sư phụ cần cù giáo huấn, hiện tại lại trở thành thập ngũ liên tổ vương. Đáng tiếc, ta vẫn để cho sư tôn đại nhân thất vọng. Trong lòng lăng hàn khiếp sợ, hàng hoang thiên tôn cũng thật là thủ đoạn kinh người, mục tiêu đáng sợ. Đầu tiên là muốn để người dị vực không sợ lực lượng thiên địa của tiên vực suy yếu, lại muốn cho người tư chất phổ thông trở thành thập bát liên tổ vương. Nếu để hắn thành công, vậy thực lực của dị vực sẽ đạt đến tình trạng đáng sợ. Cũng còn tốt, chứ không không biết tu luyện bao nhiêu năm vẫn là thập ngũ liên, cái này còn là kết quả do một vị thiên tôn dốc lòng chỉ đạo, xem ra mục tiêu kia không có khả năng hoàn thành cho lắm. Nghe nói, lần này có mấy đệ tử muốn cùng một chỗ bái vào môn hạ. Chứ không nói, hắn nhìn lăng hàn, lộ ra nụ cười. Có một quy luật kỳ quái hoặc là trùng hợp đi, sư tôn thu đệ tử có số 9 đều cực kỳ mạnh mẽ. Sư đệ thứ 9 của ta là người thứ nhất trong các đệ tử bước vào Thập Bát Liên Tổ Vương. Sư đệ thứ 19, cái sau vượt cái trước, không chỉ trở thành Thập Bát Liên Tổ Vương, sức chiến đấu cũng kinh thiên động địa, ở trong tổ vương là số 1 số 2. Sư đệ thứ 29 vừa mới bước vào hàng ngũ tổ vương, nhưng thiên tài cùng lứa với hắn hiện nay chỉ là cửu liên mà thôi. Hiện tại trong các ngươi tất nhiên có một người có thể trở thành đệ tử thứ 39, ta ngược lại thật có chút ngạc nhiên. Còn có trùng hợp như vậy, trong lòng Lăng Hàn không phản đối, thiên địa dĩ nhiên có số mệnh, nhưng hắn không phải là người của thế giới này, số mệnh làm sao có khả năng ra chỉ đến trên người hắn. Không qua chính xác, nhưng nếu chức không nói như vậy, Lăng Hàn cũng cười cợt nói. Ta ghi nhớ lời của chức không sư huynh dạy bảo, tranh thủ xếp hạng thứ 319. Chức không gật đầu, sau đó nói. Sư Tôn bế quan ở chỗ này, nghiêm cấm bất luận người nào tới gần, ngược lại không phải sẽ quấy nhiễu đến lão nhân gia ngài, mà là lão nhân gia ngài thực lực quá mạnh mẽ, một ý nghĩ chuyển động liền có thể hủy thiên diệt địa. Qua đường dây này, liền không ở khu vực an toàn mà Sư Tôn thiết lập, vì lẽ đó ta liền tỏa chấn ở đây, một là mượn phúc ấm của Sư Tôn, hai là miễn cho sư đệ, sư muội mới tới sơ sẩy bất cẩn, đi nhầm vào khu này. Lang Hàn gật đầu, ôm quyền nói: "Thật cảm tạ sư huynh nhắc nhở." nhưng trong lòng hắn hiếu kỳ nếu thiên tôn thực lực thông thiên cần gì phải thiết lập khu vực an toàn gì coi như bế quan thì đã làm sao nếu như hắn muốn nơi này an toàn nơi này chính là kín kẽ không một lỗ hổng nếu như hắn muốn nơi này nguy hiểm vậy nơi này chính là hung địa có thể làm cho thập bát liên tổ vương đau đầu có gì đó quái lạ trong lòng lăng hàn có một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hắn muốn ngăn chặn hàng hoang thiên tôn nghiên cứu ra biện pháp thích ứng lực lượng của thiên địa tiên vực mà chân thân của vị thiên tôn này vẫn đang bế quan nghiên cứu pháp môn như vậy. Nhất định phải phá hoại, có hai biện pháp, một là thu tất cả nhân tộc vào hắc tháp, không có vật liệu còn làm sao nghiên cứu. Hai, chính là thình lình cho hắn một kích, thời điểm bế quan khổ tu tối kỵ bị người quấy nhiễu. Nhưng chỉ là thực lực cấp bậc cửu liên cũng muốn quấy nhiễu thiên tôn. Chuyện này làm sao nghĩ cũng là mơ hảo, vẫn thì đi con đường thứ nhất a. À. Lăng Hàn cáo biệt chức không, không có đi dạo nữa, mà quay lại địa phương của mình, kiên trì chờ đợi. Mấy ngày sau, một tia thần niệm của hằng hoang thiên tôn giáng lâm. Vù, nhất thời, tất cả mọi người đều bay lên cảm giác hoảng loạn, thật giống như linh hồn đang run rẩy. Trong lòng lăng hàn rõ ràng, này là bởi vì thiên tôn tồn tại vượt qua quy tắc, mà mọi người tu là quy tắc, vì lẽ đó gặp phải thiên tôn thật giống như chuột thấy mèo, song phương căn bản không ở cùng một cấp bậc. Hắn không sợ, bởi vì hắn đã từng là chúa tể thiên địa, tuy không chính tông, nhưng chí ít cũng là tồn tại chuẩn thiên tôn, ở trên cấp độ không yếu, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn từng là đầu gà, mà thiên tôn chỉ là đuôi trâu, hắn còn trâu bò hơn một điểm. Một ý nghĩ đột nhiên ở trong đầu của hắn bay lên, tại sao thiên tôn không thể dạy ra thiên tôn? Đúng, đi theo bên người thiên tôn, học tập, phỏng đoán khí thức của thiên tôn, xác thực sẽ có trợ giúp với thành tựu thiên tôn, nhưng thời gian quá dài, trong xương sẽ bất chi bất giác khắc xuống uy nghiêm của tên thiên tôn này, sống ở dưới bóng mở của đối phương. Đã như vậy, còn làm sao thành tựu thiên tôn? Vì lẽ đó, thiên tôn có thể thân cận, nhưng tuyệt đối không thể ở lâu. Bái kiến sư tôn, bái kiến hằng hoang đại nhân, chương 2615, 16.000 điểm hạ. Tất cả mọi người quỳ lạy, tuy trong lòng lăng hàn khó chịu, nhưng hiện tại phải giả bộ một chút, liền cùng ba nữ lại xuống. Thần niệm của hằng hoang thiên tôn hóa thành một hình tượng của ác ma tộc, bởi vì chỉ có thánh thú, trung tộc mới cần hóa hình, bởi vậy thần niệm này biến thành hình tượng hẳn chính là dáng dấp của bản thể hằng hoang thiên tôn, vóc người của hắn rất thấp nhỏ, thậm chí có chút cong, đầu mọc một sừng, đen kịt như mực, da rẻ thì lại không khác ác ma tộc bình thường, đỏ đậm như máu. Chỉ nhìn bề ngoài, hắn thật không có một chút xíu địa phương xuất chúng, người ta chỉ là tiên vương thì có dị thải quấn quanh, nhưng hắn rất bình thường, bình thường đến khiến người ta xem qua một chút sẽ quên. Chỉ có thời điểm ánh mắt của hắn đảo qua, Lăng Hàn phát hiện ý thức của mình lại tạm dừng, thật giống như thời gian động lại, đợi đến lúc tỉnh táo, lại không biết đã qua bao nhiêu thời gian có thể chỉ là nháy mắt, có thể là ngàn tỷ năm. Lăng Hàn thậm chí cảm giác được tiểu tháp cũng tỉnh lại, tỏa ra ý kiêng kỵ mãnh liệt. Thiên tôn bảo khí lại đang hãi sợ, ta tính toán sai lầm, bản thể của sinh vật này sinh mệnh lũy thừa hẳn tiếp cận 16.000 điểm, ta cải tiến khi thiên thuật không cách nào lừa dối được bản thể của hắn, cũng còn tốt đây chỉ là một làn sóng tinh thần của hắn. Âm thanh của ngõ lý vang lên, đệt, Lăng Hàn suýt chút nữa muốn bóp chết người này, người sai lầm một hồi là sẽ hại hắn mất mạng a. À hắc tháp kích hoạt cần thời gian, tâm niệm của hắn động chuyển cũng cần thời gian, mà tí tẹo thời gian này đủ để một vị thiên tôn giết hắn mấy trăm triệu lần. Không nghĩ tới a à, không nghĩ tới, ngõ lý lại cũng có thời điểm vô căn cứ. Chờ chút, sinh mệnh lũy thừa của thiên tôn là 15.000, tiếp cận 16.000 là cái quỷ gì? Lăng Hàn dùng thần thức mã hóa qua truyền âm hỏi ngõ lý. 15.000 là thiên tôn, 16.000 là cái gì, đại thiên tôn sao? Đương nhiên cũng là thiên tôn, chỉ là thiên tôn càng mạnh mẽ hơn. Ngõa lý không nhanh không chậm nói. Còn nữa, ngươi là cơ thể sống thuần túy, sóng tinh thần ẩn giấu không thể so với ta, vẫn không nên nói chuyện mới tốt, nếu không sẽ tăng cường xác suất bị phát hiện, cao tới 32%. Quả nhiên, tiếng nói của hắn mới hạ xuống, liền nhìn thấy ánh mắt của hàng hoang thiên tôn lại di chuyển trở về, ở trên mặt của lăng hàn xoay chuyển một hồi, tựa hồ hơi cảm thấy hứng thú, sau đó mới trượt đi. Các ngươi, hàng hoang thiên tôn nhìn qua lăng hàn, hoài kiếm, huyết qua, tỉnh trung nguyệt, khư tinh một chút. Đều là đời mới kiệt xuất nhất đại biểu bổn vị diện trong một kỷ nguyên gần nhất, hôm nay bản Tôn thu bọn ngươi làm đệ tử, hy vọng các ngươi có thể tiến thêm một bước, đạt đến độ cao tương tự bản Tôn. Tạ ơn sư phụ vun bón." Năm người đồng thời nói. Nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ đều không có tư cách bái ở môn hạ của Hằng Hoang Thiên Tôn, các nàng chỉ là thân thuộc của Lăng Hàn. Hằng Hoang Thiên Tôn gật gù, bản Tôn không thích lễ nghi phiền phức, các ngươi dập đầu một cái, sau này chính là đệ tử của bản Tôn đệ tử bái kiến sư tôn đại nhân, năm người lăng hàn đều quỳ gối xuống, chỉ là lăng hàn ở thời điểm bái, trong lòng lại đang nói. Lão già thối tha, ngày hôm nay bái ngươi, sau này ngươi phải bái trở về cho ta. Hàng hoang thiên tôn lộ ra một nụ cười, nhìn năm người một chút, mới nói. Hoài kiếm là người thứ nhất bản tôn vừa ý, tự nhiên cũng là sư huynh của các ngươi, là đệ tử thứ 37 của bản tôn. Vâng, hoài kiếm cung kính gật đầu, huyết qua, ngươi là đệ tử thứ 38. Vâng, Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi là đệ tử thứ 39. Vâng, Khư Tinh, ngươi là đệ tử thứ 40. Vâng, Bá, Hằng Hoang Thiên Tôn nhìn về phía Lăng Hàn. Ngươi vốn nên xếp thứ 38, nhưng ngươi là cùng hoài kiếm đến, nên bản tôn không có cố ý hiện thân, coi như ngươi là người cuối cùng. Vâng, Lăng Hàn cũng cung kính gật đầu, hắn chỉ là muốn cảm thụ một chút khí tức của Thiên Tôn, đối với có thể thành đệ tử thứ bao nhiêu lại không để ý chút nào. Đây là một ít tâm đắc của bản tôn gần đây nghiên cứu, ban tặng các ngươi hằng hoang thiên tôn nói xeo 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 chỉ thấy năm đạo ánh sáng từ trong tay của hắn bắn ra dồn dập đi vào trong trán năm người lăng hàn năm người vội vã bái tạ nhưng hằng hoang thiên tôn đưa tay cuốn một cái sợi thần niệm này đã biến mất Lang hàn trai nhìn chỉ thấy trong óc đã có thêm một quả cầu ánh sáng nhẹ nhàng tiếp xúc nhất thời có ngàn vạn quy tắc lưu truyền thật giống như thiên địa cụ hóa ra lấy cái này tìm hiểu tu luyện tất nhiên là sự tình làm ít công to đáng tiếc đối với lăng hàn không có tác dụng bởi vì hắn có khởi nguyên ma phương đối với tu luyện trợ giúp càng to lớn hơn có điều cái này vẫn như cũng là một bảo vật tại sao bởi vì trong này có lực lượng thiên địa do hàng hoang thiên tôn tu ra sở dĩ thiên tôn mạnh mẽ là bởi vì hắn nhảy ra phạm vi của quy tắc chạm tới bản chất của thiên địa có thể trực tiếp sử dụng lực lượng thiên địa mà vừa nãy hàng hoang thiên tôn tặng cho năm người cũng không thể tránh khỏi đưa cho mọi người một ít lực lượng của hắn tuy ít ỏi nhưng ở trên bản chất là không có khác biệt với người khác mà nói, bọn họ căn bản không thể cảm giác đến lực lượng như vậy, ngay cả thập bát liên tổ vương cũng không được, chỉ có chuẩn thiên tôn sắp chạm tới lực lượng thiên địa, có thể ngộ ra bản chất thiên địa, lúc này mới có thể lĩnh hội được. Vừa vặn chính là, Lăng Hàn chính là nhân vật như vậy, hắn đã từng là chuẩn thiên tôn, cho dù thực lực, cảnh giới bây giờ đều rơi xuống, nhưng mẫn cảm với lực lượng thiên địa vẫn còn, bằng không hắn không thể lấy ra năng lượng hư tử. Đây là đạo của Hằng Hoang Thiên Tôn, Lăng Hàn thầm nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiện tại hắn sớm hiểu rõ đạo của hàng hoang thiên tôn, tương lai nếu hai người khai chiến, hắn có thể chiếm được tiên cơ. Điều kiện trước tiên là hắn thành tựu thiên tôn, ồ, lăng hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí khiếp sợ. Ở trong lực lượng của hàng hoang thiên tôn, hắn phát hiện vài sợi khí tức thuộc về tiên vực. Sao có thể có chuyện đó? Hàng hoang thiên tôn là cường giả dị vực, làm sao có khả năng lấy ra được bản chất lực lượng của tiên vực? chương 2616, đạo của hàng hoang thiên tôn, Muốn nói hàng hoang thiên tôn kỳ thực là cường giả đến từ thiên vực, nhưng trong lực lượng của hắn rõ ràng có khí thức của thiên địa dị vực, hơn nữa chiếm vị trí chủ đạo. T. Lão gia hỏa đang nghiên cứu làm sao không bị thiên địa của tiên vực áp chế, đã sắp thành công rồi sao? Không đúng không đúng, không bị thiên địa áp chế là một chuyện, có thể nắm giữ lực lượng của một vị diện khác là một chuyện, ngay cả huyền nghịch vị diện cũng ở sau khi hấp thu hết thảy tri thức của vị diện cao đẳng, mới phái ngõ lý cùng một cường giả siêu cấp tiến vào nơi đây trộm lấy lực lượng thiên địa của dị vực. Lăng Hàn hiếu kỳ, chẳng lẽ hằng hoang thiên tôn còn đi qua tiên vực khổ tu, cho nên mới tìm hiểu ra lực lượng bản chất của tiên vực. Nhưng cấp độ của tiên vực vị diện quá thấp, chỉ cần thiên tôn vừa xuất hiện sẽ bị nhầm vào, thiên tôn dị vực càng sẽ bị áp chế, cái này không phải đùa giỡn, bằng không lúc trước chín thiên tôn công kích tiên vực, Lăng Hàn không tin duyên sinh thiên tôn mãnh liệt đến tình trạng có thể một đối chín. Khẳng định là thiên địa bên tiên vực áp chế, mới để duyên sinh thiên tôn sáng tạo kỳ tích nhưng chính vì như thế hàm hoang thiên tôn có thể tu ra lực lượng thiên địa của tiên vực mới khó mà tin nổi chờ đã ta quên một manh mối lang hàn nghĩ đến nô lệ nhân tộc trên thiên hoang sơn đây chính là sinh linh đến từ tiên vực có thể có quan hệ tới hàm hoang thiên tôn tu ra lực lượng như vậy hay không những sinh linh này quá nhỏ bé theo lý thuyết không thể nào để một vị thiên tôn tu ra lực lượng thiên địa của một vị diện khác nhưng từ tình huống bây giờ đến xem còn có suy đoán so với cái này càng hợp lý sao? Chút nữa cùng ngõ lý hảo hảo thảo luận một chút, năm vị sư đệ, sư muội chúc mừng, chúc mừng. Hằng hoang thiên tôn vừa đi, bọn người tử xương liền đi lên, chúc mừng đám người lăng hàn. Trước đó hằng hoang thiên tôn liền thu lấy 36 đệ tử, trong đó có 11 người đã thành tài xuất sư, có ở chiến trường hai giới, đối kháng huyền nghịch vị diện xâm lấn, có thì xâm lấn tiên vực, có thì đi lại ở trong thiên địa, khát vọng bước ra bước cuối cùng, bước vào thiên tôn vị. Hiện tại ở đây, chỉ có 25 đệ tử, trong đó có 19 người còn ở Cửu Liên, đều là hàng hoang thiên tôn ở trong mấy trăm triệu năm này thu. Trước kia hàng hoang thiên tôn thu đồ đệ rất cẩn thận, không cầu thiên tư cao bao nhiêu, nhưng mỗi người có đặc sắc, không giống hiện tại, chỉ chiêu thu đệ tử thiên phú kinh người. Những đệ tử này đều từng người mang ý riêng, đặc biệt là cấp bậc Cửu Liên, mọi người rất nhanh sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp, tuy ngoài miệng nói thân thiết, nhưng lén lút đã có ánh đao bóng kiếm. Nhìn Phong Hải Loan, Tứ Hoàng Vân càng trợn mắt nhìn Lăng Hàn, không hề che giấu địch ý chút nào. Lăng Hàn không có hứng thú để ý tới những cái này, sau khi cùng mọi người nói vài câu, liền mang theo ba nữ trở lại nơi ở, sau đó lập tức nói ra nghi ngờ trong lòng. Cái này tự nhiên để ba nữ cực kỳ khiếp sợ, dồn dập suy đoán thân phận của hàng Hoang Thiên Tôn, lẽ nào hắn là Thiên Tôn của Tiên vực làm phản sao? Lăng Hàn hỏi Ngõ Lý, Ngõ Lý nói thẳng tư liệu không đủ, không cách nào suy đoán. Lăng Hàn suy nghĩ hồi lâu, quyết định trước tiên thả chuyện này, thay vào đó chính là, hắn phải cứu nô lệ ở nơi này ra. Bản thân những người này có cần lăng hàn cứu hay không, cái này không trọng yếu, bởi vì đã bị tẩy não triệt để, giúp bọn họ thoát khỏi vận mệnh nô lệ ngược lại sẽ bị bọn họ cưu hận. Nhưng nếu như sự tồn tại của bọn họ để hàng hoang thiên tôn tu ra lực lượng thiên địa của tiên vực, vậy bất kể nói thế nào, lăng hàn nhất định phải mang bọn họ đi. Hắn đã chờ mấy ngày, lặng yên nắm giữ tình huống của thiên hoang sơn, biết những nô lệ nhân tộc kia ở nơi nào, sau đó chính là chờ đợi, chờ sợi thần niệm kia của hàng hoang thiên tôn rời đi. Nếu như ở ngay dưới mắt thần niệm của vị thiên tôn này làm chuyện xấu, vậy tuyệt đối sẽ bị bắt tận tay. Trời cao không phụ người có lòng, ba năm sau, hàng hoang thiên tôn thu được một vị thiên tôn khác truyền tin, chạy đi dự một thiên tôn hội nghị, lang hàn rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn một hơi lấy đi một phần ba nô lệ nhân tộc, thời điểm muốn thu nhiều hơn nữa, đã kinh động một tên tổ vương, không thể làm gì khác hơn là mượn hắc tháp ẩn thân, sau đó bỏ chạy. Ngày thứ hai, thiên hoang sơn bắt đầu sóng lớn minh mông. Lại có người xông vào thiên tôn đạo tràng, ăn trộm người. Chủ thân của hàng hoang thiên tôn đương nhiên là không thể quấy nhiễu, một tia thần niệm lại đi xa, bởi vậy, chuyện này liền dựa vào hai tên tổ vương ở chỗ này. Nguyên bản nơi này vận chuyển đều do nạp hoa tổ vương chủ trì, hắn ở 700 triệu năm trước mới đột phá thập liên, bây giờ đã là tồn tại thập nhị liên, tiến cảnh nhanh đến mức kinh người. Bởi vì hắn là một đế giả, coi như không có thiên tôn chỉ đạo, cũng có thể dựa vào mình đạt đến độ cao của thập tam, thập tứ liên. Nhưng bởi vì chuyện này liên quan đến mặt mũi của hàng hoang nhất mạch, hắn mời chức không ra, hai đại tổ vương cùng một chỗ thanh tra việc này. Cái này tự nhiên là không có kết quả gì, kết giới bảo vệ núi không có gặp phải phá hoại, để bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, tên đạo tặc này là làm sao xông tới. Thêm chốt là, đạo tặc này bắt đi nhiều nô lệ nhân tộc như vậy là tại sao? Hiện tại phong tỏa nghiêm mật, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không hành động, mà kiên trì chờ đợi. Không lâu sau đó, một lời đồn đãi ở trong núi càng truyền càng xa. Tặc tử trộm cắp này, đến từ trong hàng hoang nhất mạch, mà đầu mâu nhắm thẳng vào lăng hàn cùng năm tên đệ tử mới tới. Tại sao trước đây không có chuyện gì, nhưng bọn họ vừa đến đã xuất hiện vấn đề. Bọn người hoài kiếm xem thường cãi lại, đùa giỡn, bọn họ muốn những nô lệ đê tiện kia làm cái gì. Ngay cả huyết qua cũng khịt mũi coi thường, hắn chỉ coi những nô lệ kia là đồ ăn vặt, còn không đến mức ăn trộm. Lời đồn đãi như vậy tự nhiên là không có căn cứ, nhưng vì cái gì phải truyền ra. Lăng Hàn biết, khẳng định là những sư huynh sư tỷ kia nghĩ ra, mục đích chính là dội nước bẩn cho năm người bọn họ. Trong hàng hoang nhất mạch vẫn là người tranh ta cướp, sư huynh đệ, sư tỷ muội nhiều như vậy, không có chút thủ đoạn làm sao tranh giành cương triều. Chương 2617, trật tự hỏa sơn. Lăng Hàn không khỏi cười thầm, lại để cho bọn họ mù mờ đoán chúng rồi, nhưng những người này tuyệt đối đoán không ra mục đích thật sự hắn bắt đi những nhân tộc này bởi vì hai vị tổ vương thay phiên trấn thủ lăng hàn không có cơ hội ra tay không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ một lần chờ này là năm năm trôi qua thiên hoang sơn đột nhiên đến một vị khách nhân đây là một tên trùng tộc nhưng hóa thành hình người hai tay vẫn duy trì hình thái của trùng tộc như cũ khoác phải màu đen không có hai tay mà hóa thành hai cái kìm to như tiên kim chế tạo thành vũ khí sắc bén hóa ra là môn hạ của Hoàng Tuyền Đại Nhân Liễu Không Sư Đệ. Mọi người đón hắn vào, thuận tiện giới thiệu cho mấy người không biết thân phận của hắn một chút. Hoàng Tuyền là phong hào của một vị thiên tôn, Liễu không nhìn về phía mọi người gật đầu ra hiệu. Sư Tôn Đại Nhân mời hàng hoang Đại Nhân đi qua thương lượng một ít chuyện, vừa vặn phát hiện có một vùng núi lửa phun trào, chảy ra thiên địa nguyên lực, đối với các vị cửu liên sư huynh sư tỷ còn có sư đệ sư muội sắp đột phá cửu liên có nhiều chỗ tốt liền lệnh tại hạ đi một chuyến mang các vị tới Tuy hệ thống võ đạo của dị vực không giống tiên vực, nhưng ở trên một số tiết điểm là tương đồng. Tỷ như tiên vực từ tiên phủ đến thăng nguyên, dị vực từ bát liên đến cửu liên, cái này là một biến chất, tiên vực là chuyển hóa linh lực thành nguyên lực, đây là lực lượng bản nguyên, chất lượng cao hơn linh lực. Tại sao nói cho dù tiên vương không có lực lượng quy tắc, sức chiến đấu cũng có thể sánh được chảm trần, chính là bởi vì cấp độ nguyên lực cao, nếu không thì, lực lượng to lớn hơn nữa cũng như đại hán vung tờ giấy đánh người, không đến nơi đến chốn. Ở dị vực, bước đi này cũng tương tự là hồn lực biến chất. Từ tiên phủ đến thăng nguyên, có thể từ từ đi, chuyển hóa từng tia linh lực thành nguyên lực. Thông tục mà nói, chính là áp xúc 10 ngàn, 100 triệu phần linh lực có thể ngưng tụ thành một phần nguyên lực, tỷ lệ này không giống, chất lượng của nguyên lực cũng không giống, khẳng định là áp xúc càng kịch liệt càng tốt. Nhưng tốc độ chuyển hóa như vậy rất chậm, nếu như có thiên địa vĩ lực có thể mượn dùng, tốc độ chuyển hóa sẽ tăng cao rất nhiều. Vì lẽ đó, đột phá thăng nguyên có thể nhắm mắt làm liều, cũng có thể đi thiên địa bí cảnh. Hơn nữa, coi như bước vào thăng nguyên, quá trình ngưng tụ nguyên lực cũng rất chậm, có thiên địa bí cảnh giúp đỡ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng thiên địa bí cảnh như vậy không phải nói có là có, mà cần thiên địa phun trào ra lực lượng bản nguyên, võ giả mới có thể mượn dùng. Lực lượng bản nguyên này, kỳ thực là quy tắc cổ động, tỉ như cửu thiên hỏa, nói trắng ra chính là quy tắc thiên địa cụ hóa, cùng lực lượng thiên địa không có quan hệ quá to lớn. Nghe hắn nói chuyện, chỉ cần người ở bát liên cửu liên đều cực kỳ mừng rỡ. Bát liên nơi này đều đạt đến đỉnh cao, sắp bước vào cửu liên, đang cần thiên địa nguyên lực đến rèn luyện bản thân. Vậy lập tức lên đường đi, bọn người tử xương nói, có vẻ cực kỳ cấp bách. Bởi vì thiên địa nguyên lực dâng trào là có thời gian, một khi bỏ qua liền không biết phải đợi bao nhiêu năm, hơn nữa tỷ như lần này núi lửa phun trào, tuôn ra lượng lớn thiên địa nguyên lực, cũng không có nghĩa là một số năm sau còn có thể phun trào lần thứ hai. Đây là nhìn vận khí, được liếu không gật đầu, kỳ thực hắn cũng rất muốn nhanh một chút lên đường. mọi người lập tức xuất phát, liếu không là nhận mệnh lệnh của thiên tôn mà đến, đương nhiên là có chuẩn bị, tay dương lên, liền thấy một sông lớn sáng tối bỗng dương hình thành, chỉ có một chiếc thuyền nhỏ ở giữa sông lay động. mời lên thuyền, liếu không nói, trước tiên nhảy lên thuyền nhỏ, mọi người nhảy lên, liếu không chống thuyền, nhất thời thuyền nhỏ theo gió vượt sóng, tốc độ nhanh kinh người, mà sông lớn cũng đang không ngừng giải về phía trước. Chỉ sau một ngày, sông lớn liền đến phần cuối, thuyền nhỏ dừng lại. Bọn họ đã đi tới dưới chân một ngọn núi lớn, mà núi lớn đang phun ra dung nham, ngọn lửa màu đen thiêu trời, thật giống như trời cũng muốn tan. Đây là Kim Vân Sơn, Tử Xương kinh ngạc thốt lên, cho dù chúng ta lấy truyền tống trận lại đây, cũng cần 3 năm. Nhưng bây giờ thì sao, vẻn vẹn một ngày mà thôi, bọn họ liền đến. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn về phía Liễu Không, sông lớn cùng thuyền nhỏ kia đã bị hắn cất đi. Đây là pháp bảo gia sư cho tại Hạ Mượt, chờ sau đó phải đưa cho sư tôn đại nhân. Liễu Không cười nói, quả nhiên, chỉ có Thiên Tôn mới có thủ đoạn nghịch thiên như vậy, thực sự là quá kinh người. Các vị, hai vị Thiên Tôn đại nhân đối với con dân của bản vị diện đều coi như con cháu, bởi vậy không có xem thiên địa bí cảnh này là tài sản riêng, vì lẽ đó, chúng ta lên núi sẽ gặp phải võ giả khác. Liễu Không nghiêm nghị nói, vì tranh cướp thiên địa nguyên lực, mọi người khó tránh khỏi một phen tranh đoạt ý của hai vị thiên tôn đại nhân là bọn họ tuyệt không nhúng tay hết thảy dựa vào mình bọn người hoài kiếm lộ ra vẻ ngạo nghễ bọn họ người nào không phải thiên tri kiêu tử đặc biệt là sau khi thu đệ tử ít nhất là đế tinh cất bước còn có thể sợ cạnh tranh sao cho dù bọn họ gặp phải cường giả cửu liên tam diệp không địch lại cũng có thể thong dong đào tẩu không đến nỗi làm mất tính mạng vậy thì lên đường đi tất cả mọi người tràn ngập kỳ vọng tuy đi tới bí cảnh như vậy nhưng có thể được thiên địa bí lực hay không còn không nhất định cái này cần xem cơ duyên. Hầu như mỗi người đều đơn độc hành động, tài nguyên có hạn, đương nhiên là dựa vào sức mình. Lăng Hàn cùng ba nữ hổ nữ chung một chỗ, xuất phát về phía trên núi. Tiểu khủng vẫn như tiểu cầu, được nhu yêu nữ ôm vào trong ngực, bộ dáng manh manh, tiểu gia hỏa ở dưới Lăng Hàn lạm dụng uy quyền đã bị ép luồn cúi. Đây là một mảnh núi cao liên miên, núi lửa đang phun trào dung nham là ngọn núi chính, có người nói có uy thế chí cao, chỉ có tổ vương mới có thể lên đỉnh, bởi vậy cũng đừng nghĩ có thể bò đến trên đỉnh ngọn núi. Thiên địa nguyên lực theo núi lửa dâng trào đi ra, nếu như có thể lên đỉnh, chiếm cứ miệng núi lửa, vậy muốn thu được thiên địa nguyên lực sẽ rất dễ dàng. Thiên tôn đương nhiên có thể làm được, nhưng không có làm như thế, tự nhiên là xem thường làm. Nếu như đệ tử thiên tôn ngay cả chút ý thức cạnh tranh ấy cũng không có, vậy thì nhanh cút đi. chương 2618, khu vực điên cuồng. Núi lửa phun trào là không hề có quy tắc, dung nham có lúc phun về phía đông, có lúc phun về phía bắc, có lúc phun đến gần, có lúc lại phun đến xa, vì lẽ đó cũng đừng nghĩ cắm điểm đi thủ. Xeo, núi lửa dâng trào, một khối nham thạch to lớn xẹt qua bầu trời, sau đó rơi xuống vị trí của đám người lăng hàn. Oanh, đây là khối đá to lớn, còn thiêu đốt lửa cháy hừng hực, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được đây là đá màu đen, tràn ngập cảm giác hỗn độn. Mẹ kiếp, hỗn độn nguyên thạch, lăng hàn kinh ngạc, cái gọi là thiên địa nguyên lực, lại chính là hỗn độn nguyên thạch. Chẳng trách lúc trước tiểu tháp nói hỗn độn nguyên thạch có thể để cho nó khôi phục một ít, đây chính là bảo vật tiếp cận tiên vương. Không, tiên vương dùng cũng chỉ là nguyên lực, chỉ là ở trên độ cao của quy tắc nâng cao một bước. Đây là tài nguyên cấp bậc tiên vương, có thể nói là tinh thạch cho tiên vương dùng. Có điều, tùy khối hỗn độn nguyên thạch trước mặt này to lớn, nhưng tinh hoa ẩn chứa trong đó kỳ thực cũng không nhiều, nói thô tục một chút, chính là tạp chất quá nhiều. Thịt mũi nhỏ cũng là thịt, lang hàn quét ra một trường, muốn diệt đi ngọn lửa phía trên tảng đá, nhưng kinh ngạc phát hiện, sau một trường, ngọn lửa giật động, hắn lại không thể dập được lửa. Có chút ý nghĩa, hắn cười nói, nếu đến, hổ nữ tràn đầy phấn khởi, cũng vung tay nhỏ đi dập tắt lửa, nhưng ngọn lửa lay động, căn bản không hề bị lay động. Hô, hô, tiểu nha đầu phùng mang trợn mắt, để lăng hàn, nữ hoàng cùng nhu yêu nữ cười ra tiếng, ngay cả tiểu khủng cũng tuyết nghiệp, phát ra tiếng kêu giống như sói chu. Ngươi lại không phải sói, học sói chu làm gì? hổ nữ trông eo, bộ dáng tức giận, tiểu khủng biểu thị rất oan ức, nó sinh ra chính là gọi như vậy a. À. lang Lăng Hàn vận chuyển lực lượng quy tắc, nhấn về phía tảng đá, hàn khí vô tận đan dày, hóa thành từng tầng từng tầng băng xương, bao cuốn về phía tảng đá. Ngọn lửa nhất thời bị bao phủ, nhưng vẫn ngoan cường nhảy lên, tựa hồ làm sao cũng không muốn tắt. Lăng Hàn gia tăng lực lượng quy tắc, ngọn lửa bị áp chế tiến thêm một bước, nhưng vẫn bất diệt như cũ. Thiên địa nguyên lực, quả nhiên không tầm thường. Lăng Hàn ở trong lòng gật đầu, chẳng trách cái này có thể đưa đến tác dụng khôi phục với hắc tháp, xác thực không giống bình thường. Có điều, tiểu tháp cũng nói rồi, một khối hỗn độn nguyên thạch chỉ vẻn vẹn có thể để nó khôi phục một phần ngàn tỷ, vẫn là cùng cấp bậc thiên tôn tranh lệch vô cùng xa. Thiên địa nguyên lực, đây là lực lượng xen vào giữa quy tắc cùng bản chất của nguyên thế giới, là tiên vương cùng thiên tôn trong lúc đó quá độ. Lăng Hàn không ngừng dùng lực chân áp, các loại quy tắc từng cái hiện lên, lúc này mới chân áp ngọn lửa. Hắn tiện tay ném hỗn độn nguyên thạch cho Nhu Yêu nữ nói: "Cho ngươi." Ta, Nhu Yêu nữ kinh ngạc nói, một bên chỉ mình, có vẻ khó mà tin nổi. Hiện tại mọi người đều cần hỗn độn nguyên thạch, theo lý mà nói, Lang Hàn, Hổ Nữ, Nữ Hoàng ưu tiên phải cao hơn nàng mới đúng. Lang Hàn cười cợt, "Ngươi sớm đã hoàn thành đánh bóng tiên phủ cảnh, mà chúng ta còn có chút không gian cải thiện, vì lẽ đó ngươi dùng trước đi." Nữ Hoàng cùng Hổ Nữ đều gật đầu, các nàng cũng không phải là người nhỏ mọn huống hồ lăng hàn nói cũng có lý trong lòng nhu yêu nữ cảm động tuy lăng hàn nói không sai nhưng hỗn độn nguyên thạch không cần cũng sẽ không mất giá chẳng lẽ không thể thu vào trong hắc tháp sao nàng không nói gì nữa chỉ cất hỗn độn nguyên thạch đi lăng hàn gật gù nói thực lực của ngươi là điểm yếu trong chúng ta không tăng lên đến thăng nguyên cảnh chỉ có thể cản trở lời này nói ra nhu yêu nữ nhất thời tức giận đến đỏ mặt cái thứ này không biết nói lời ngon tiếng ngọt sao ngươi an ủi ta một chút sẽ chết ga ta muốn tiến vào hắc tháp tu luyện, nàng tức giận nói, nếu có đủ thực lực, tuyệt đối muốn đánh Lăng Hàn một trận. Lăng Hàn cười ha ha, thu nhu yêu nữ vào hắc tháp. Bọn họ tiếp tục tiến lên, hỏa diệm sơn vẫn đang phun trào, bởi vì phương hướng bất định, cũng không cách nào lần theo, chỉ có thể kiếm hỗn độn nguyên thạch rơi ở phụ cận. Lần này vận may của bọn họ sẽ không có dễ như vậy, nửa ngày cũng không có khai trương. Quần sơn nguyên bản là xanh um tươi tốt, nhưng bị núi lửa tàn phá như thế, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng khối từng khối loang loang lổ lổ, có nhiều chỗ còn bốc cháy lên lửa lớn. nhưng ngọn lửa phổ thông không thể duy trì quá lâu. cây cối nơi này đều có sức sống kinh người, rất nhanh liền tự động tắt. không nên xem thường nơi này. lăng hàn lật lên tư liệu trước đây không lâu, liếu không cho bọn họ có giới thiệu tỉ mỉ liên quan tới kim vân sơn. khu vực bên ngoài này rất an toàn, nhưng tiến vào bên trong, vậy liền nguy hiểm. bởi vì bản thân kim vân sơn rất thần kỳ, đối với sinh linh có một loại ảnh hưởng quỷ dị lâu dài ở đây, cảnh giới tăng lên sẽ nhanh đến mức kinh người, nhưng tác dụng phụ là trạng thái tinh thần sẽ trở nên cực kỳ cuồng bạo, đến cuối cùng chỉ còn sót lại bản năng giết chóc. Dã thú sinh trưởng ở đây đều là cỗ máy giết chóc cuồng bạo, có chút võ giả cũng mạo hiểm đi tới nơi này để nhanh chóng quật khởi, nhưng không ai không bị tham lam thôn phệ, cuối cùng cũng thành dã thú hình người. Tuy núi lửa phun trào không có quy luật, nhưng đại bộ phận vật phun trào đều rơi ở khu vực bên trong, bởi vậy, muốn tăng cao thu hoạch vậy thì nhất định phải thâm nhập Kim Vân Sơn. Vào núi, nữ hoàng nói, hổ nữ đầy mặt hưng phấn, vào núi tìm món ăn dân dã. Lăng Hàn gật đầu, tùy tòa sơn mạch này cực kỳ, quỷ dị có thể ảnh hưởng trạng thái tinh thần của người khác, nhưng bọn họ cũng chỉ dự định ở lại trong này một hai tháng thời gian, đây là không thể biến bọn họ thành dã thú. Bọn họ vào núi, người xung quanh trở nên càng ngày càng ít, bởi vì mọi người đều biết giữa núi có dã thú điên cuồng, đánh không lại cũng tử chiến đến cùng, mà nếu như gặp phải thực lực mạnh mẽ. Vậy khẳng định chỉ có một con đường chết, xin tha là vô dụng, những dã thú thậm chí dã nhân kia chỉ có một ý nghĩ giết chóc, ngay cả đệ tử, hậu nhân của Thiên Tôn cũng không hữu dụng. Không chỉ bọn họ, ngay cả dã thú dã nhân trong núi cũng tràn ngập hứng thú với những hỗn độn nguyên thạch này, chỉ cần đạt đến cửu liên hoặc bát liên đỉnh cao, vậy thì hữu ích đối với chúng nó, mà khát vọng mạnh mẽ là một bản năng khác ngoại trừ giết chóc của bọn chúng. Chương 2619, vật chất thần bí. Đám người lăng hàn rất nhanh gặp phải một con dã thú điên cuồng như vậy, đây là một con báo, nhưng dài tới ba trượng, trên lưng dài hai cánh, nhưng không còn là thánh thú trắng như tuyết hoặc màu vàng, mà là màu xám đen, hơn nữa còn rách rách dưới dưới, cực kỳ khó coi. Con dã thú này vừa xuất hiện liền lao thẳng tới, triển khai cắn xé điên cuồng, nhưng trên thực tế nó chỉ có sức chiến đấu của bát liên tứ diệp, bị lăng hàn thỏ ra một tay liền bắt. Hổ nữ lập tức lấy giá nướng ra, một bên gõ dao găm nói. Ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt, Lăng Hàn vung tay, hắn đối với nguyên nhân khiến những dã thú này điên cuồng cảm thấy rất hứng thú. Trên lý thuyết mà nói, quy tắc hắc ám thì có tác dụng như vậy, có thể để người ta điên cuồng, nhưng Lăng Hàn không cảm giác được quy tắc hắc ám ở đây cường đại cỡ nào, muốn nói nó là nguyên nhân chính, hắn không tin. Hắn tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện ở trong đầu của con dã thú này, có một đồ vật như bụi mờ mịt, nhưng hoàn toàn không nhận ra đây là cái gì. Xeo, một đạo ánh sáng xanh lục đột nhiên bắn lại, hóa ra là ngõa lý hóa thành hình người, đang dùng hai mắt quét nhìn. Một loại vật chất trước đây chưa từng thấy, ngõa lý rất nhanh nói, người đột nhiên hiện thân như vậy, không sợ bị thiên tôn phát hiện sao. Lăng Hàn hỏi, không, ngõa lý có vẻ rất tự tin, thứ nhất ta vẫn mở ra năng lực ẩn giấu, thứ hai, hai tồn tại sinh mệnh lũy thừa vượt qua 15.000 điểm kia đều chỉ là một tia tinh thần, tỷ lệ ta bị phát hiện là không. Lăng Hàn cũng biết thứ này là chuyên chú ý tỷ lệ, nếu đã biết hiện thân khẳng định không có chuyện gì, hắn liền không quan tâm nữa sau đó mới nói ngay cả ngươi cũng không biết đây là vật gì dựa theo ta suy đoán đây là một loại vật chất thiên hướng tinh thần thể ngoã lý nói hắn tiếp tục quét nhìn vật chất kia đây là vòng thứ hai lang hàn kinh ngạc trên đời này lại còn có đồ vật ngươi không biết đó là tự nhiên ngoã lý cực kỳ khiêm tốn nguyên thế giới không biết có bao nhiêu vị diện ta cũng chỉ là đi qua một vị diện cao đẳng mà thôi mà mỗi vị diện đều có đặc điểm của mình chỉ là rất nhiều sẽ tương tự Lăng hàn quơ quơ con báo trong tay, đồ chơi này có thể ăn không, ăn sẽ không phát điên chứ, không nên đụng vật này là được, ngõ lý nói, hắn chỉ vào vật chất màu xám, lăng hàn nhoẻn miệng cười, vậy chúng ta liền bắt đầu ăn, bọn họ nhóm lửa nướng thịt, ăn sạch con báo kia, tốt xấu gì cũng là cấp bậc bắt liên, chất thịt ngon, hơn nữa còn ẩn chứa năng lượng phong phú, đối với mọi người tu hành vẫn là có chỗ tốt. Cuối cùng, lăng hàn cẩn thận từng ly từng tí lấy tầng vật chất màu xám kia ra, muốn mang vào hắc tháp nhưng bỗng nhiên phát hiện, hắn không tiến vào hắc tháp được. Không giống quyển sách lúc trước kia thu không vào, mà là chính hắn cũng bị cự ở ngoài cửa. Vật này vô cùng nguy hiểm, âm thanh của tiểu tháp truyền tới, khả năng cực cao sẽ ăn mòn thần trí của ta, để ta đi về phía hủy diệt. Cái gì? Lúc này lang Hàn mới chân chính kinh hãi, hắc tháp là nhân vật gì? Thiên Tôn bảo khí, nhưng ngay cả tiểu tháp cũng kiêng kỵ đồ vật màu xám này, không muốn thu vào trong cơ thể, tương đương với uống thuốc độc nhưng độc dược gì có thể độc chết thiên tôn bảo khí? Hiển nhiên, Lăng Hàn đánh giá thấp đáng sợ của loại vật chất này. Đến cùng là thứ đồ gì, ngay cả ngõ lý cũng không biết, tiểu tháp thì sợ hãi. Lăng Hàn lẩm bẩm, trên kim vân sơn này hẳn đều là vật chất như vậy, nhưng cho dù đối với võ giả bình thường mà nói, chỉ cần tiếp xúc thời gian không lâu sẽ không bị ảnh hưởng, cái này là tại sao? Cấp độ của bản chất cực cao, nhưng bởi vì quá ít, vì lẽ đó sức ảnh hưởng nhỏ đi. Hắn suy đoán nói thời điểm Lang Hàn suy tư, lại phát hiện vật chất màu xám lay động rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Sau khi thoát ly cơ thể xuống liền không thể giữ lâu, nhưng ta cảm giác được, bọn nó cũng không có thật biến mất, mà là một lần nữa dung hợp tiến vào trong vùng thế giới này. Lang Hàn ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi lửa đang phun trào kia. Nơi này đến cùng là nơi nào? Mặc kệ nơi này là nơi nào, nếu đến rồi, vậy đương nhiên phải cẩn thận mà tìm kiếm hỗn độn nguyên thạch. Lúc trước có thể được tiểu tháp vừa ý, hiển nhiên là đồ tốt. Bọn họ dù đã ở trong núi, dần dần đi vào sâu hơn. Nơi này một mảnh lặng lẽ, ngay cả giẫm một chiếc lá cũng có thể phát ra thanh âm rất lớn, xa xa xa, bọn họ đi tới, nhưng đột nhiên đều ngừng lại, chỉ một lúc sau, phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng. Đây là một nam tử thiên sứ tộc, chính là Phong Hải Loan. Phong Hải Loan hiển nhiên không ngờ lại ở chỗ này gặp phải Lăng Hàn, trên mặt lướt qua một đạo sát khí, sau đó lập tức ẩn đi, hừ một tiếng, nghênh ngang rời đi trên mặt của lăng hàn cũng lướt qua một đạo sát khí nếu không phải hắn biết có thần niệm của hai tên thiên tôn ở nơi này lúc nào cũng có thể quét tới bằng không hắn nhất định sẽ đuổi theo đánh giết người này thành cạn bã sau khi gặp qua tàn nhẫn của huyết qua lăng hàn biết mặc kệ là ác ma tộc thiên sứ tộc thánh thú hay trùng tộc kỳ thực đều giống nhau không thể bởi vì thiên sứ tộc cùng thánh thú không có tấn công tiên vực liền cảm thấy bọn họ thiện lương sẽ có cơ hội lăng hàn thầm nói bọn họ tiếp tục cất bước ở trong núi thỉnh thoảng sẽ gặp phải dã thú, dã nhân, trung tộc cuồng bạo, mặc kệ là cái gì cũng cực kỳ điên cuồng, chỉ vì giết chóc mà sinh. Đại bộ phận kẻ địch ba người lăng hàn vẫn giải quyết được, tiểu khủng cũng là tồn tại vô cùng mạnh mẽ, dù gặp phải đối thủ cửu liên tam diệp bọn họ cũng có thể đối kháng. Lẽ nào thăng nguyên cảnh không có cực cảnh sao? Lăng hàn hỏi tiểu tháp, thăng nguyên cảnh là chuyển bước về phía tiên vương, chuyển hóa linh lực trong cơ thể thành nguyên lực, ba cảnh giới nhỏ, tiểu thanh, đại thanh, viên mãn, mỗi hoàn thành một lần rèn luyện, áp xúc liền đại diện cho bước ra một cảnh giới nhỏ. Lần này tiểu tháp nói rất tỉ mỉ, sau ba lần, linh lực hoàn toàn hóa thành nguyên lực, đạt đến trạng thái viên mãn. Nếu như ba lần không thể đạt đến viên mãn, vậy phải tới một lần nữa. Mà nếu người ăn một loại thiên địa kỳ chân nào đó, nói không chắc một lần liền có thể đạt đến viên mãn.